Các bạn nhớ like, share, comment và đăng ký để kênh Chuyện 23S có thêm thật nhiều động lực, ra thêm nhiều câu chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để cập nhật sớm nhất những câu chuyện mới trên kênh Chuyện 23S. Mời các bạn cùng lắng nghe. Phố xá ở đây không như giống trong chỗ tôi. Đường lúc nào cũng đông vì dân ở nhiều nơi khác về đây sinh sống. Các trường học nhiều nên sinh viên cũng ra đây học không phải là ít. Thế nên những khu trọ mọc lên càng nhiều khi trước là do tôi quá ngu ngốc mới bị người ta lừa gạt giờ đi ngoài phố cứ một con phố kiểu gì cũng có một nhà treo biển có phòng trọ sau khi tham khảo ở một số nơi tôi cũng tìm được cho mình một chỗ vừa ý phòng không quá lớn nhưng sạch sẽ lại khép kín ở trong một khu đông dân nên cũng không lo sợ lắm về an ninh giá cả có hơi cao một chút nhưng đảm bảo về mọi nhu cầu nên tôi quyết định thuê Số tiền mẹ tôi đưa cũng không còn nhiều. Tôi khó khăn lắm mới xin được bác chủ cho đóng tháng 1. Chứ bình thường ở đây toàn thu trước 3 tháng. Hợp đồng thuê xong xuôi, tôi cũng dọn vào luôn. Việc tiếp theo cần làm đó là tìm một công việc để tồn tại. Loài hoài sắp xếp mọi thứ cũng hết cả nửa buổi. Chỉ kịp ăn gói mì tôm rồi lại dắt xe đi tìm việc. Cũng may ở đối diện khu chợ tôi có một quán cà phê đang treo biển tuyển. Tiền hết nên tôi cũng tạm thời vào đó Xin làm trước đã Rồi lâu dài mới tính sau Công việc cũng không có gì nặng nhọc Chỉ bưng bê và dọn dẹp Lương tháng hơi thấp một chút Nhưng tạm thời như vậy đã Tôi gặp quản lý ở đó xin việc Quán khá đông mà lại đang thiếu nhân lực Nên chủ quán cũng không yêu cầu Hay đòi hỏi gì nhiều Liền nhận tôi vào làm Thế là một ngày Coi như diễn khá xôn sẻ rồi Tối hôm ấy tôi về phòng Có lấy điện thoại gọi cho mẹ nhưng rất nhiều cuộc không thấy bà nhấc máy Sau đó thì lại không có tín hiệu Thật sự bản thân rất lo lắng Không biết bà đối mặt với bố tôi như thế nào Không biết bà có phải chịu mấy cây gia quy đáng sợ kia không Tôi cố tìm cách để liên lạc Nhưng mới biết chẳng thể liên lạc cho ai trong gia đình được cả Nếu đã quyết định rời khỏi đó Tôi phải mạnh mẽ lên mới được Ngày hôm sau là ngày đầu tiên tôi bắt đầu công việc của mình Nơi làm cũng cách phòng trọ không xa nên tôi cũng không có gì phải gấp gáp hơn nữa buổi sáng cũng không có nhiều khách lắm chỉ việc lau chùi với dọn bàn ra thôi nhưng đúng là cái thành phố này quá nhỏ hoàn ra ngõ hẹp thế nào lại để tôi gặp một vị khách quá mức đặc biệt đang loay hoay rửa vài cái ly nghe có tiếng động ở ngoài cửa biết là có khách đến nên tôi cũng vội rửa tay rồi quay ra phía bàn vừa có ba người phụ nữ ngồi vào đặt quyển menu lên bàn rồi nói dạ các cô dùng gì ạ Nói rồi tôi cũng chỉ tập trung vào cách quyền order trên tay, để khi lại đồ cho khách. Lúc này bên tai, vang liền giọng nói, khó mà quên được. Cho cốc sinh tố bơ đi. Tôi vừa nghe cái âm thanh ấy, liền theo phản xạ ngẩng đầu lên mà nhìn. Đối phương cũng thuận theo, đối mặt lại. Ai mà ngờ được, mẹ chồng tôi lại vào đúng quán này uống nước. Bà vừa thấy tôi liền gắt lên hỏi. Cô làm gì ở đây? Vì đây là nơi làm việc, nên tôi cố lở đi câu hỏi của bà mà chỉ nói cô một sinh tố bơ phải không còn hai cô uống gì ạ à? hai người đi cùng với bà lúc này cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi có lẽ họ biết mặt tôi ơ ờ, con dâu của bà làm ở đây à bà nghe vậy liền quay mặt đi rồi bị môi trả lời nhà tôi làm gì có phước có loại con dâu này nó ra khỏi nhà tôi lâu rồi ơ ờ, có chuyện gì thế có thấy bà kể gì đâu ối giời con này nó biết bản thân sắp trở thành câu chuyện của họ tôi liền cắt ngang hai cô dùng gì để cháu làm ạ à? nghe tôi hỏi vậy họ mới ậm ừ gọi đồ chỉ đợi khi tôi quay người đi là bắt đầu súng lại bàn tán đúng là người tính không bằng trời tính mới ngày đầu quay lại đã gặp người không muốn gặp nhưng vẫn phải cố nhịn xuống đồ được pha chế xong tôi biết kiểu gì bọn họ cũng đang xì xào về tôi nên nhờ một người khác bưng ra còn tôi lại quay vào dọn rửa Cứ nghĩ thế rồi cũng xong chuyện Đang lối húi thì Linh Người mà tôi nhờ bưng đồ ra Chạy lại nói Quỳnh, cô khách ngồi ở bán kia nói Đâu có gọi sinh tố bơ Tôi nghe vậy lại sững người Không lẽ bà ta ngay cả lúc này Cũng muốn gây chuyện với tôi sao Sao lại không gọi Cô ấy gọi thì tôi mới lên order mà Không biết cô ra mà nói chuyện với người ta đi Tôi nghe vậy trong lòng có hơi bực mình nhưng vẫn phải nhịn xuống, rửa tay rồi đi ra. Lúc nãy cháu có hỏi cô uống gì? Cô nói uống sinh tố bơ, thì cháu mới dám làm. Sao cô lại bảo cô không gọi à? Bà nghe vậy cũng trợn mắt lên nhìn tôi. Tôi gọi mãng cầu, chứ tôi gọi bơ lúc nào. Ở đây cả mấy người bạn của tôi cũng nghe thấy. Thì tai cô bị lãng à? Hai người đi cùng với bà cũng không nói gì. Mà tôi thì tức đến nghẹn cả cổ họng. Làm sao có thể nghe nhầm mãng cầu ra bơ được? Cô nói gì thì cũng phải có lý một chút, bà nghe vậy liền đứng dậy chỉ thẳng tay vào mặt tôi cô là nhân viên mà cô dám nói thế với khách à tôi không gọi thì tôi nói là tôi không gọi do cô lên order sai lại còn bảo tôi nói chuyện không có lý mất dạy với bố mẹ cô thì được chứ mất dạy với thiên hạ người ta đánh cho vỡ mồm ra đấy nghe đụng đến bố mẹ tôi tôi cũng tức giận mà nói lại cách cư xử của bà như vậy thế không sợ có ngày thiên hạ người ta đánh sao ai ngờ lời vừa dứt một cái tát đau điếng giáng thẳng xuống mặt tôi Chát, đầu đến nỗi một bên má vẫn bỏng rộp lên, cả gương mặt nóng bừng bừng. Hai hốc mắt tôi đỏ ngầu, nhìn trừng chừng vào bà ta, người phụ nữ này, một là tôi chết, hai là bà ta chết thì có lẽ cuộc sống mới yên được. Anh quản lý của quán nghe thấy có lời to tiếng, liền vội vàng đi lại. Quynh, có chuyện gì thế? Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì bà ta đã nhảy vào. Anh là chủ ở đây có phải không? Dạy bảo nhân viên cái kiểu gì? mà để nó cãi tay đôi với cả khách. Có phải không muốn buôn bán cho ai nữa đúng không? Xin lỗi chị, đây là nhân viên mới, có chút không hiểu việc, mong chị thông cảm. Có thể bình tĩnh lại nói chuyện với tôi. Bình tĩnh cái gì nữa, còn không mau đuổi cổ nó đi. Để nó làm mất khách thì buôn bán cho ma nữa à? Mặc dù chưa rõ ai sai, ai đúng, nhưng thái độ bất lịch sự của bà cũng khiến cho anh quản lý cảm thấy hơi khó chịu. Tôi nhìn ra được điều đó trên sắc mặt của anh ta nhưng anh vẫn cố gắng nhỏ nhẹ nói chị có thể kể cho tôi biết nhân viên của tôi đã làm gì khiến chị tức giận tôi chắc chắn sẽ có cách xử phạt thích đáng ạ à? bà nghe vậy hư lạnh một cái rồi nói tôi gọi đồ một đường cô ta đem sang một nẻo tôi nói cho biết lại còn dám bảo tôi cẩn thận không thiên hạ họ đánh có nhân viên nào nói chuyện với khách hàng như vậy không anh quản lý lúc này quay sang nhìn tôi hỏi có đúng không quả thật tôi có nói như vậy nhưng là vì bà ta quá đáng mà tôi cũng đã cố nhịn rồi anh mạnh tưởng ra giữa em và bà ấy có chút khúc mắc nên bà ấy muốn gây khó dễ cho em lúc đầu rõ ràng là gọi sinh tố bơ nhưng khi đem ra thì lại gọi mãng cầu không lý nào em lại có thể nghe nhầm hai từ đó với nhau được tôi vừa dứt lời bà ta liền nhảy chen vào cô vẫn còn ra mô mà anh quản lý lúc này lên tiếng anh không biết chuyện cá nhân của hai người nhưng đây là nơi làm việc cho dù khách có khó tính thế nào Thì em vẫn phải chiều lòng họ Cãi tay đôi với khách Đó là em sai rồi Nói rồi anh ta lại quay sang bà mà tiếp lời Xin lỗi chị Tôi sẽ dạy bảo lại nhân viên của mình Đồ uống hôm nay của các chị Quán chúng tôi sẽ miễn phí Mong chị thông cảm Nghe được câu hạ dạ Sắc mặt bà cũng trở nên đắc ý Vẫn cố tỏ vẻ làm ca mà nói Đồ uống Chúng tôi gọi thì chúng tôi sẽ trả tiền Tôi chỉ nhắc nhở anh nếu còn để cô ta làm ở đây với cái thái độ ấy thì mất khách sớm thôi chúng tôi sẽ tiếp thu lời góp ý của chị bà nghe vậy cũng liếc nhìn sang tôi một cái rồi về lại vị trí của mình mà ngồi xuống anh quản lý lúc này hướng đến tôi mà nặng giọng nói đi vào trong nói chuyện nói rồi anh ta cũng quay người rời đi tôi cũng chỉ đành im lặng theo sau ngày đầu tiên đi làm đã xảy ra chuyện e là công việc này tôi cũng khó tiếp tục được nữa chúng tôi đi vào phía sâu trong quán đến một căn phòng nhỏ anh mạnh lại phía ghế ngồi xuống rồi nhìn tôi nói hôm qua lúc xin việc nghe em nói anh còn nghĩ em là người hiểu chuyện thế mà mới ngày đầu đi làm đã cãi tay đôi với khách rồi có muốn làm nữa không đây em xin lỗi giải quyết câu chuyện đâu phải xin lỗi là xong nếu để một lần nữa khách có phản ánh như vậy thì quá chúng tôi không thể nhận em làm việc được nữa vâng em biết ạ à? được rồi ra ngoài làm việc đi nghe vậy tôi cũng chỉ gật đầu một cái rồi trở ra tật tâm trong suy nghĩ lúc này tôi cũng cảm thấy khó có thể làm việc nếu mà bà ấy đã biết tôi làm ở đây thì dũng chắc chắn sớm muộn cũng sẽ đến anh ta lại sẽ gây khó dễ cho tôi thôi nhưng trước mắt ngoài công việc này ra cũng chưa thể tìm được công việc nào khác tôi cũng phải cần tiền để trang trải nữa quan trọng hơn là phải làm được cái thủ tục ly hôn lúc đấy mới yên tĩnh được Tôi đi ra phía ngoài, bà ta và mấy người bạn vẫn còn ngồi ở đó. Cố lờ mà lết qua bàn của bọn họ. Thế nhưng vài lời nói vẫn vô tình lọt vào tai. Ôi giời, nó là cái loại đàn bà có biết xấu hổ đâu. Có chồng mà còn ngang nhiên bỏ nhà để đi làm gái. Cho mấy thằng đàn ông đáng tuổi bố nó ôm ôm ấp ấp. Tôi chưa bao giờ xem nó là con dâu. Thằng Dũng lúc đó bị nó bỏ bùa mê thuốc lú mới lấy nó về thôi. Tôi cố gắng nhẫn nhịn để mà đi qua bà ta dù sao tôi cũng chẳng có ý định phải khiến bản thân tốt đẹp trong mắt bà. Thế nên bà muốn nói gì cũng cố mà kệ. Tôi vẫn phải trở lại với công việc của mình. Ngồi được chừng khoảng nửa tiếng, có lẽ hết cái nói về tôi nên bọn họ cũng đứng dậy ra về. Cảm giác không gian lúc này mới dễ thở hơn một chút. Buổi trưa, sau khi quán đã vắng khách, tôi tranh thủ chạy về phòng trọ pha gói mì tôm ăn lót dạ, rồi nghỉ ngơi một lúc. Thì chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, với lấy điện thoại Nhìn cái tên hiện trên màn hình Tôi vội vàng bắt máy Mẹ sao hôm qua con gọi mẹ không được ạ à? Đáp lại lời tôi Là tiếng thút thích nhỏ Cùng với giọng nói lý nhí Chị Quỳnh sáng nay anh Dũng về nhà Nói chị bỏ đi theo trai Bố biết chuyện mẹ mở cửa phòng cho chị đi Nên đánh mẹ ngã nhập viện rồi Tôi nghe cái nhi Em gái tôi nói vậy mà cả người chết sững Đôi mắt đã sớm lưng tròng nước Mà nghẹn giọng nói Nhập viện? bố làm sao có thể mạnh tay với mẹ như vậy chị quỳnh em sợ lắm bọn em không muốn sơn với bố đâu chị về đón bọn em đi với em không cần học cũng được em có thể kiếm việc để làm lời của con bé làm giống mũi tôi cay xè nước mắt cũng không tự chủ mà chảy dài xuống tôi cũng biết là bà sẽ phải chịu hậu quả như thế nào cho việc để tôi đi nhưng tôi không ngờ được ông đối với người phụ nữ đã chung sống bao nhiêu năm qua mà vẫn gọi tàn nhẫn như vậy Nhi, nghe chị, em và cả thằng Phong nữa, lúc này phải chịu khó học hành, thầy chị chăm sóc cho mẹ. Chị sẽ cố gắng trong thời gian ngắn nhất đưa cả hai đứa và mẹ rời khỏi đó. Thế nên chị cần hai đứa phải mạnh mẽ, biết không? Nhưng mà bố, hai đứa chỉ cần ngoan, bố sẽ không đánh đâu. Bây giờ chị không thể quay về đó được, nếu chị về lúc này sẽ không có cách nào để đưa hai đứa và mẹ đi. Vậy thì lúc nào? Nhanh thôi, nghe chị. Em tắt máy đây, bố về rồi. Chị nhớ về sớm nhé. Tôi còn chưa kịp nói gì thêm. Đầu bên kia đã vang lên tiếng tút tút. Muốn gọi lại nhưng không thể. Đành ngồi ôm lấy cái điện thoại mà khóc nức nở. Thực sự lúc này tôi muốn bay về nhà xem tình hình mẹ tôi như thế nào. Chỉ là bản thân còn hai bàn tay trắng. Về rồi liệu có thể đi được nữa không? Buổi chiều đi làm trong tình trạng đôi mắt đã sưng húp. Sắc mặt chắc cũng chẳng mấy tươi tỉnh. Cho đến khi Tôi gặp được một vị khách đặc biệt tiếp theo trong ngày. Cô ta bước vào quán cũng gây sự chú ý bởi vì dáng người rất đẹp, mà với tôi, cái gương mặt kia lại khó quên vô cùng. Phải, đó là tình nhân của chồng tôi. Vừa bước vào, đôi mắt của cô ta đã đảo quanh cho đến khi nhìn thấy tôi, liền đi lại. Nói chuyện chút được không? Giữa tôi và cô ta thì có gì để mà nói? Thà là tôi muốn níu giữ cái mối quan hệ hôn nhân kia thì nó là khác xin lỗi đây là nơi tôi làm việc tôi rất bận không lâu đâu vài phút thôi nếu cô rảnh quá có thể gọi một ly nước từ từ thưởng thức tôi sẽ lấy menu cho cô nói rồi tôi định quay người đi thì cô ta lên tiếng cô không muốn biết tôi và dũng bắt đầu từ khi nào sao quả thực điều đấy tôi rất muốn biết nhưng đó là khi trước còn bây giờ cũng đâu cần thiết nữa biết để làm gì tôi cũng đâu có ý định chung chồng với cô thế nên của cô thì cô cứ cố mà giữ người phụ nữ này thật khó hiểu cô ta cứ muốn dây dưa với tôi làm gì mà tôi cũng đâu dành để nói chuyện tôi quay người rời đi nhưng chỉ bước được một bước thì cô ta lại lên tiếng cô cũng không muốn biết tại sao mình bị lừa bán cho ổ gái sao cô nghĩ mình thực sự đen đủi câu nói ấy khiến cho tôi phải khựng bước mà quay người lại ý cô là gì tôi chỉ muốn kể cho cô nghe những chuyện cô chưa biết thôi Muốn nghe không Vốn dĩ tôi không quan tâm đến cô ta Chỉ là lời cô ta nói Không lẽ việc tôi bị đẩy vào tay quân Là một sự sắp đặt hay sao Nếu vậy rốt cuộc là ai làm Quãng thời gian khủng hoảng ấy Làm tôi khiếp sợ Bản thân lúc nào cũng luôn nghĩ Vì mình tin người quá mức nên mới bị lừa Nhưng sau khi nghe những lời này Dường như mọi chuyện lại dối tung lên Cô nói thế là có ý gì Dù sao chúng ta cũng nên có một cuộc nói chuyện. Cô đến tin tôi chắc cũng chưa biết, cần gì phải vội vàng như vậy. Thật sự bản thân tôi cũng chẳng có nhã hứng với cô ta. Có lẽ với nhiều người phụ nữ khác, họ đối với kẻ cướp chồng mình sẽ không bình tĩnh như vậy. Chỉ là với tôi, khi đã muốn chấm dứt với Dũng, vậy thì việc anh ta cùng ai, tôi cũng đâu lắm hơi quan tâm. Nhưng có một việc tôi cần chắc chắn phải biết. Tôi không có nhiều thời gian, nên cũng mong cô nói ngắn gọn thôi. Nói rồi, tôi cùng cô ta đi lại phía một chiếc bàn ở nơi góc khuất của quán ngồi xuống. Cũng chẳng để tốn thời gian thêm, tôi nói. Chuyện của cô và Dũng, đến bây giờ tôi thật sự không quan tâm. Hai người muốn làm gì là việc của cô và anh ta. Điều tôi bây giờ muốn biết, câu nói khi nãy của cô là có ý gì? Cô ta nghe vậy, nhưng địa bộ vẫn ung dung, theo kiểu muốn để tôi thêm sốt sắng vậy. Có thể gọi cho tôi một ly nước cam không? có một chút khó chịu, nhưng vẫn lấy cho cô ta một cốc nước cam rồi sau đó đem lại bàn đặt xuống. Nơi này là chỗ làm việc của tôi, nếu cô không muốn nói thì tôi cũng không rảnh để ngồi đây tiếp chuyện. Giới thiệu một chút để cô biết tên tôi nhỉ? Chồng cô vẫn thường gọi tôi là Phương đấy. Tôi là con gái của sếp chồng cô. Cô không thắc mắc sao Dũng thời gian gần đây thường được thưởng tăng lương và lên chức sao? Nghe cũng có chút bất ngờ, nhưng tôi chỉ cười nhạt một cái. Cô đang khoe cái gì? Khoe rằng bố cô làm sếp hay là đang muốn nói nhờ bố cô làm sếp nên Dũng mới để ý đến cô? Cô nghĩ sao cũng được, tôi cũng đâu để ý đến chuyện đấy. Dù sao tình yêu, nó cũng phải tồn tại rất nhiều khía cạnh, thực dụng một chút cũng đâu có sao. Tất nhiên, vì đó là chuyện của cô và anh ta, tôi cũng không dành để quan tâm. Tôi đồng ý ngồi ở đây nói chuyện với cô, không phải là vì chuyện này. Nhưng xem ra cô cũng chẳng biết gì thì phải. Nếu vậy thì coi như tôi mời cô ly nước này hy vọng sau này không có duyên đụng mặt nhau nữa nói rồi tôi cũng quay người định rời bước đi thì lúc này phương lại lên tiếng mẹ chồng cô bà ấy biết chuyện của tôi và chồng cô đấy không những không phản đối mà còn rất ủng hộ tôi nữa tôi nghe vậy thật sự có phần kinh ngạc mà quay lại nhìn cô ta phương vẫn rất nhản nhã uống ly nước điệu bộ của cô ta thật sự thể hiện là con người có tiền của cô ta rất xinh đẹp ăn mặc cũng bắt mắt theo xu hướng thời trang với tất cả những ưu điểm như vậy tôi dám chắc đàn ông theo đuổi cô ta đâu có ít vậy tại sao lại cứ muốn sử dụng chồng của người khác thật may mẹ chồng tôi thích cô vậy nên bà ấy mới buông tha cho tôi tôi mới có cơ hội rời khỏi cái nhà đó để nhường chỗ cho cô đấy hy vọng cô có thể thích nghi được cô nghĩ bà ấy buông tha cho cô sao nếu vậy chắc cô đã không gặp phải chuyện tồi tệ kia đâu tôi hiểu chuyện mà cô ta đang nói đến là gì cả người dường như đang trở nên tê lạnh lại thật không dám tin được cô nói rõ đi đừng vòng vo nữa nói thế mà cô không hiểu sao mẹ chồng cô ấy chính miệng bà ấy đã nói với tôi bà ấy ăn chia với bà chủ quán cơm để bán cô cho ổ gái mục đích thực ra không phải vì tiền mà đơn giản là vì bà ấy muốn dũng sẽ vì điều đó mà dứt khoát với cô cả người tôi sau câu nói ấy mà đang run lên hài hốc mắt đỏ hoe sông mũi cũng cay xè. Tôi biết mẹ Dũng không ưa tôi. Điều đấy rất rõ ràng. Nhưng tôi không ngờ rằng bà vì không ưa tôi mà lại tàn nhẫn đến như vậy. Chỉ ít ra suốt quãng thời gian tôi ở đó, tôi cũng đã làm tròn bổn phận phụng dưỡng bà đàng hoàng. Nỗi uất hận kéo đến nơi cổ họng, rồi nghẹn đắng lại. Tôi không nghĩ ngợi gì, liền chạy vội ra khỏi quán, bắt một chiếc xe taxi ngồi lên, đọc địa chỉ chạy thẳng về căn nhà đó. Tôi muốn biết cô ta nói có đúng hay không. Chiếc xe chạy một lúc rồi dừng lại trước cánh cổng quen thuộc. Tôi trả tiền rồi bước xuống mà đi lại phía cổng nhấn chuông liên tục. Chờ thấy ai ra mở cửa thì tôi lại dùng tay đập, bàn tay đang trở nên rất gấp gáp. Một lúc sau, có tiếng từ bên trong nhà vọng ra. Giọng nói của bà chẳng lệch đi đâu được. Đây, đây, từ từ rồi người ta ra, làm gì mà nhấn chuông với đập cửa âm âm thế? Cánh cửa mở ra, bà vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt cũng liền thay đổi. Sao lại là cô? Đến đây làm gì? Tôi không còn đồ bình tĩnh nữa mà nhìn chầm chầm vào bà bằng đôi mắt đỏ ngầu mà hỏi. Có phải là bà đã đẩy tôi cho bọn nuôi gái đúng không? Câu hỏi của tôi khiến bà có phần trột dạ. Tôi thấy được một tia hoảng loạn trong đôi mắt. Nhưng sau đó bà ta liền thay đổi thái độ bà gắt lên với tôi. Này, cô đừng có mà mất dạy nhé. À nói hỗn láo, đến đây kiếm chuyện với tôi là không xong đâu. Tôi hỏi bà một lần nữa, việc tôi bị lừa vào ổ gái có phải là do bà làm hay không bà ta nhìn tôi cười khẩy một cái hư là cô đú đờn hư hỏng lăng loan nên mới đi làm cách nghề đó mèo mả gà đông rồi giờ lại đến đây vu oan giá họa cho tôi à thế tại sao con phương nó lại nói với tôi là chính bà đã ăn chia với bà chủ quán cơm để bán tôi cho bọn nuôi gái bà ta nghe vậy nét mặt cũng trở nên lúng túng phương nào cô đừng có dựng chuyện đổ điêu Bà đừng nói, không biết cô ta là ai. Con trai bà không phải là nhờ cô ta mới được lên trước sao? Chắc bà cũng không tốn ít nước bọt phải không? Cô! Cô! Cô dám hút láo với tôi à? Tôi không còn đủ kiên nhẫn nữa mà gắt lên. Tôi hỏi bà, có phải là bà đã để tôi đến bước đường cùng đấy không? Trả lời tôi khi tôi còn ăn nói lịch sự với bà. Bà lúc này cũng đổi giọng. Chuyện của mày thì liên quan gì đến tao? Bố mẹ mày không dạy dỗ nên mày mới mất dạy. Giờ lại đến đây ăn vạ với tao à? Bà đừng có nhắc đến bố mẹ tôi. Tao nhắc đấy, cái loại vô giáo dục. Bố mẹ không ra gì, nên mới để ra loại mất dạy như mày. Tôi mất kiểm soát, nên liền lao đến đẩy bà ta một cái mà lớn tiếng. Tôi cấm bà, nói đụng chạm đến bố mẹ tôi. Chẳng hiểu bà ta cố tình hay sợ ý mà cái đẩy nhẹ của tôi lại khiến bà ta lảo đảo ngã xuống đất rồi la lên. Ôi trời ơi, mấy bà con ra đây mà xem này, có loại con dâu nào đi đánh cả mẹ chồng không tôi thấy vậy còn chưa kịp nói gì thì lúc này một giọng nói tức giận khác vang lên ở phía sau cô làm cái gì thế không khó để mà nhận ra giọng nói đó là của ai tôi theo phản xạ quay người lại nhưng chưa kịp lên tiếng thì liền nhận ngay một cái tát đau điếng người của dũng cùng lời dọa nạt của anh ta mẹ tôi mà có chuyện gì thì cô đừng có trách nói rồi dũng đi lại đỡ mẹ mình dậy bà ta còn ra điệu bộ khó nhọc mà thở dốc nói con ơi là con mẹ nói con không chịu nghe đi rước cái loại đàn bà mất nết này về để rồi bây giờ nó mang nhục cho cả nhà mình lại còn hành hạ mẹ thế này đây con dũng tay đỡ lấy bà mắt nhìn tôi trừng trừng mà quát đáng lẽ tôi nên nhận ra sớm bản chất của cô thời gian qua những lúc tôi không có ở nhà không biết cô đối xử tệ hại với mẹ tôi như thế nào cô còn không mau xin lỗi bà ấy tôi một tay ôm lấy bên má đang nóng rộp lên mà đưa cái nhìn cay đắng về phía mẹ con họ cười giễu cợt một cái bà diễn giỏi lắm nhưng để tôi nói cho bà biết những gì bà đã gây ra cho tôi tôi nhất định sẽ không bỏ qua mẹ con các người cứ chống mắt lên mà nhìn nói rồi tôi cũng quay người đi bà ta thấy vậy lại gào lên đấy còn thấy chưa nó đâu có hiền lành gì đâu dũng lúc này ở phía sau gọi lớn quỳnh cô quay lại đây cho tôi Tôi nghe nhưng cũng không quay đầu lại. Cho đến lúc cánh cửa bị một lực kéo mạnh. Tôi sau đó cũng chẳng ngần ngại gì vùng mạnh cái tát thật mạnh lên mặt của Dũng. Lòng bàn tay đau rát mà nóng bừng vẫn đang run lên vì tức giận mà nói. Đừng dùng cái miệng bẩn tiểu của anh gọi tên tôi nữa. Anh tốt nhất đợi đến ngày tòa án gọi triệu tập đi. Khi tôi cầm được tờ giấy quyết định ly hôn lúc đấy tôi và anh cả mẹ anh nữa sẽ chẳng còn bất cứ mối quan hệ nào. Về sau có ra sao cũng đừng trách tôi bất nghĩa. Dứt lời, tôi cũng quay đi ra phía đường, bắt một chiếc taxi ngồi lên. Trong đầu lúc này chỉ muốn nhanh nhanh, làm sao cắt đứt mọi thứ với cái gia đình đó. Nhưng để làm được điều ấy, tôi cần phải có tiền. Tôi quay trở lại quán, vẫn cố kiểm chế cảm xúc của mình để tiếp tục làm việc. Anh quản lý vừa thấy tôi về, liền đi lại cắt cổng. Quỳnh, cô làm việc kiểu gì thế? Đang trong giờ làm, lại bỏ đi. Quán thì đông khách. Cô rốt cuộc có muốn làm nữa hay không? Tôi nghe vậy chỉ biết cúi đầu xin lỗi rồi nói: "Em có chút việc gấp nên không kịp báo với anh, em xin lỗi ạ." À? Cô mới đi làm có một ngày mà đã loạn hết cả lên, hay cảm thấy tôi dễ dãi quá nên cô như vậy. "Anh thông cảm cho, sẽ không có lần sau nữa." Anh quản lý thở mạnh một tiếng rồi nói tiếp: "Quán bây giờ đang đông khách, cô vào làm đi rồi cuối giờ vào phòng gặp tôi." Nghe vậy tôi cũng không nói gì nữa mà chỉ gật đầu một cái rồi đi vào trong làm việc của mình thường thì buổi chiều quán đông khách hơn hẳn, kéo dài mãi cho đến tối muộn. Khoảng 10 giờ khách về hết, mọi người dọn dẹp xong xuôi cũng ra về. Tôi sau khi hoàn tất việc của mình thì đến phòng quản lý mở cửa vào. Anh Mạnh vẫn còn ngồi làm việc, nhìn thấy tôi thì nói: "Vào ghế ngồi đi." Tôi nghe vậy cũng chỉ im lặng, đi lại ghế ngồi xuống. Lúc này Mạnh mới vào vấn đề. "Ở đây là nơi để em làm việc." không phải chỗ thích đến thì đến thích đi thì đi không vừa ý thì cãi tay đôi với khách em làm thế thì quán còn kinh doanh cho ai được nữa lúc em xin việc em nói đang rất cần tiền nên tôi cũng dễ dàng đồng ý nhưng thái độ ngày đầu đi làm như thế này thì chắc tôi không nhận em làm được nữa đâu tôi biết bản thân mình có lỗi nên cũng nhìn anh quản lý mà trả lời anh bỏ qua cho em lần này em cũng không hề muốn xảy ra chuyện nhưng vì nó quá gấp nên em không kịp nói với anh Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm mà. Anh Mạnh lúc này đứng dậy, đi lại phía của tôi. Rồi vòng xa ghế sau tôi đang ngồi mà nói. Anh cũng không phải là người khó tính. Bỏ qua cũng được. Nhưng chỉ sợ em thấy dễ, rồi sau lại càng tái phạm. Hay là thế này, giờ cũng muộn rồi. Chúng ta đóng cửa quán, rồi đến một khách sạn nào đó nói chuyện. Em đang cần tiền, anh sẽ để em làm vị trí khác lương cao hơn. Tôi nghe vậy mà cả sống lưng lạnh ngắt liền đứng bật dậy mà quay người nhìn lại anh ta. Anh mạnh, em thấy cũng muộn rồi, em xin phép về trước. Chuyện công việc của em anh cứ suy nghĩ, quyết định như thế nào thì mai nói em biết ạ. À? Bản thân em sai nên cũng không dám đòi hỏi. Vậy ạ. À? Nói rồi tôi cũng vội vàng quay người định rời đi, nhưng mạnh liền nhanh chân hơn đi lên trước cản tôi lại. Nét mặt anh ta trở nên thay đổi, khắc hẳn buổi ban ngày làm việc. Thôi nào, trước đây em cũng đi làm nghề rồi mà. Vậy giờ cứ coi như gặp khách Một lần bao nhiêu Anh trả em bấy nhiêu Tôi bắt đầu sợ hãi Mà lùi lại phía sau Anh Mạnh tôi không đùa với anh đâu Giờ tôi phải về rồi Nếu anh không để tôi đi tôi sẽ báo công an đấy Anh ta nghe vậy Nhưng lại chẳng có thái độ gì là sợ Mà còn tiến lại gần tôi hơn Cũng có phải trong sạch gì đâu Chúng ta trao đổi Em cũng đâu có thiệt Anh Mạnh, anh còn nói mấy lời đấy nữa Là tôi sẽ la lớn lên đấy Ừ, la đi. Anh muốn nghe xem như thế nào? Trước đi làm chắc cũng đắt khách lắm phải không? Tôi thấy không ổn, liền lao đến đẩy anh ta ra, rồi chạy đi ngay. Nhưng ra được đến cửa, liền bị anh ta túm lại, kéo vào trong, rồi đẩy tôi ngã xuống ghế sofa. Sau đó cũng theo đà đè lên người tôi. Quá hoảng loạn, tôi cố dãy dụa mà la lớn lên. Buông tôi ra, tôi sẽ báo công an đấy. Yến nào, cô cũng chỉ là gái bán hoa, đừng có ra vẻ mình trong trắng lắm ngủ với tôi một đêm tôi sẽ cho cô tiền nói rồi anh ta liền vùi đầu vào bên cổ tôi bàn tay cũng điên cuồng tháo chiếc cúc áo trên người tôi ra. tay chân tôi cố gắng dãy đạp cào cấu nhưng sức anh ta quá khỏe mọi sự phản kháng của tôi chỉ là ruồi mũi nước mắt đã bắt đầu chảy dài xuống tại sao cách cuộc sống của tôi lại tệ hại đến như vậy vào lúc này đây thì làm gì có ai có thể cứu tôi được đây cố gắng để đẩy anh ta ra khỏi người tôi không được tôi đã dùng đủ mọi cách cào cấu nhưng kẻ đàn ông này như con thú hoang mọi cái tôi làm chẳng có tác dụng tôi đành chỉ biết khóc lóc mà cầu xin buông tôi ra tôi xin anh kẻ đàn ông này không nghe lời tình cầu của tôi cả cơ thể to lớn của anh ta đè lên tôi khiến tôi khó thở ngoài tay có thể cử động ra thì cả người tôi hoàn toàn bị kẹp chặt bàn tay anh ta thô bạo cố gỡ từng cục áo của tôi. Lúc này tôi tưởng như đã cào nát cả tấm lưng áo của kẻ khốn đó. Nhưng anh ta dường như chẳng có chút cảm giác gì cả. Cho đến khi tôi khua tay với được chiếc gạt tàn ở trên bàn cạnh đấy, liền đập thẳng vào đầu anh ta. Cơn đau làm mạnh nhăn mặt kêu lên một tiếng. Nhưng sau đó anh ta càng hung hăng hơn. Bàn tay đưa lên bóp thắt lấy cổ họng của tôi. Chỉ trong phút chốc hô hấp bị nghẹn lại. Tôi thở không được liền cố bấu vào tay anh ta để gỡ ra nhưng mà sức không đủ. Cho đến khi cả người dần dần lả đi vì thiếu không khí, tôi tưởng như mình sắp chết rồi, bản thân bất lực với hai hàng nước mắt thì mạnh mới buông tay ra. Nhưng lúc đó quần áo ở trên người tôi cũng đã bị anh ta cởi bỏ xuống. Khi tìm được một chút không khí, tôi thở gấp mà ho sặc sụa. Cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để vùng vẫy thoát khỏi anh ta nhưng cái cảm giác đau đớn khi kẻ đàn ông đó đem cái thứ ghê tởm đó vào trong cơ thể tôi tôi chỉ biết cào lên khóc không cút ra khỏi người tôi nhưng cái gì đến rồi nó cũng sẽ đến bản thân tôi cũng đã cố chống đối lại số phận nhưng dường như ông trời chẳng có mắt hay đã bỏ quên một con người như tôi tất cả mọi thứ đối với tôi lúc này đều là một màu đen tối từng giây trôi qua tôi cảm tưởng dài như một thế kỷ chưa bao giờ thấy nhục nhã đến như vậy ngay cả trong khoảng thời gian bị đám người của quân chèn ép cũng không thể thảm đến mức này khắp cả người tôi chỗ nào cũng thấy một sự nhớp nháp cả trên người anh ta cũng đầy những vết cào cấu của tôi ánh đèn trên trần nhà cũng nhòe nhoẹt đi vì nước mắt bất lực nhắm chặt lại ít ra bóng tối vào lúc này mới khiến tôi cảm thấy bớt ghê sợ sau tất cả những gì mạnh đã làm với tôi anh ta vẫn bình thản mặc quần áo vào rồi lấy được vài tờ tiền đưa cho tôi mà dùng giọng nhỏ nhẹ nói mai em có thể nghỉ làm một ngày tốt nhất đừng đem chuyện này nói với ai vì người thiệt chỉ có em thôi tôi chẳng còn tâm trí nào để ý đến anh ta hay cả lời anh ta nói như một kẻ mất hồn ngồi lên chỉnh lại quần áo của mình rồi đứng dậy chờ ra ngoài trước khi ra đến cửa vẫn còn nghe được giọng của anh ta. Nhớ lời tôi nói đấy, đừng có làm mọi chuyện rắc rối thêm. Tôi trở ra phía ngoài con phố. Trời lúc này cũng đã về đêm. Ánh đèn đường vàng, cái sáng cái tối. Vài phương tiện cũng lao nhanh để trở về. Còn mình tôi lạc lõng trên vỉa hè rộng thanh thang. Tôi không trở về phòng trọ. Đôi chân cứ đi như vậy, cho đến khi nó dừng lại trước một trụ sở không quá lớn. Với tấm bảng ghi chữ công an phường bàn tay tôi bấu chặt vào tà áo đôi mắt ướt át nhìn chằm chằm vào bên trong căn phòng đang sáng đèn nhưng đôi chân cứng lại không dám bước vào phải tôi sợ thiên hạ họ nhòm ngó nhưng tôi lại uất ức nếu không thể làm gì kẻ đàn ông kia tôi cứ đứng đó như vậy cho đến khi một đồng chí công an phát hiện và đi ra hỏi có chuyện gì không cô người công an ấy đi lại phía tôi anh ta trong điệu bộ rất ăn cần. Nhưng tôi lúc này lại trở nên luống cuống. Tôi, tôi... Cô bị làm sao à? Bị cướp hay bị ai quấy rối? Chúng tôi có thể giúp gì? Cô vào bên trong ngồi rồi từ từ nói chuyện. Anh công an đỡ tôi đi vào trong căn phòng. Còn tôi cứ thế hoàn toàn bị động theo. Trong một căn phòng không quá lớn, chỉ sơ sài vài đồ dùng. Một chiếc tủ cắt sổ sách, một chiếc bàn gỗ dài cùng cái ghế gỗ đã cũ kỹ tôi ngồi xuống vị đồng chí kia lấy cho tôi một cốc nước rồi ngồi đối diện mà nói cô uống nước đi rồi bình tĩnh kể lại cô đã gặp chuyện gì tôi nghe vậy nhìn đồng chí ấy rồi cũng nhận lấy cốc nước bàn tay run rẩy đưa nó lên miệng cổ họng khô khan đến mức đau rát đặt cốc nước xuống tôi vẫn phải vòng vo rất lâu mới có thể thốt ra được vài từ tôi Tôi bị bị một kẻ cưỡng bức. Để nói ra được câu đấy, tôi đã lấy hết can đảm của mình, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn người đối diện. Hai bàn tay cứ bấu chặt vào nhau. Cô có thể kể lại mọi chuyện rõ ràng không? Thấy tôi không nói gì, người công an đó liền đi lấy một tờ giấy, cùng chiếc bút đặt xuống trước mặt tôi. Nếu khó nói, cô có thể viết ra đây, viết cụ thể từng mốc thời gian, địa điểm, hình dáng của người đó, anh ta đã làm gì cô? tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng trước mặt cả người từ lúc đây đến giờ vẫn chưa hết run rẩy phải một lúc sau đó tôi mới dám cầm cây bút lên đặt lên trên tờ giấy đó những nét chữ không được đẹp giọt nước mắt tủi nhục cứ thế chảy dài xuống thấm nhòe đi con chữ sau khi viết hết những gì đã xảy ra với tôi đồng chí công an kia nhận lấy nó chỉ xem qua rồi kẹp vào một quyển sổ mà nhìn tôi nói được rồi sự việc của cô xem xét và lập hồ sơ vụ án. Giờ cũng đã khuya rồi, để tôi đưa cô về. Ngày mai sau khi điều tra những gì cô đã trình báo, chúng tôi sẽ liên lạc cho cô. Trong thời gian này, cô chú ý điện thoại để có thể gọi lên đối chứng bất cứ lúc nào. Tôi lúc này chẳng thể nghĩ ngợi được gì, chỉ nghe theo những gì vị công an đấy nói. Sau đó anh ta lấy xe đưa tôi về phòng trọ. Trời lúc này đã là một màu đen kịt, đường phố cũng vắng tanh, nhà nhà đóng kín cửa, còn lạc lõng hai con người cùng chiếc xe máy chạy trên đường. Tôi cảm tưởng đây là ngày cuối cùng của sự sống. Cả đêm hôm đấy, tôi không tài nào nhắm mắt được. Cả căn phòng tối đen, không một ánh đèn. Thế nhưng những hình ảnh ban nãy vẫn cứ hiện rõ rệt ra trước mắt. Ám ảnh và hoàng loạn đến mức vò đầu bứt tóc. Thu mình ngồi một góc trên chiếc giường đơn nhỏ mà khóc lóc. Giá như lúc này tôi có một ngôi nhà để về, Giá như lúc này tôi có một bờ vai của ai đó để gục vào. Giá như lúc này có một người chịu lắng nghe những tội nhục mà tôi đã gánh chịu. Thì có lẽ cuộc sống của tôi còn có một tia sáng vớt phát. Đêm hôm đấy dài một cách khủng khiếp. Chưa bao giờ tôi đưa đôi mắt nhìn qua ô thoáng để ngóng xem trời đã sáng hay chưa, nhiều đến như vậy. Nhưng cho đến khi trời sáng nắng rực, những hỗn tạp âm thanh ồn ào vang lên tôi lại chẳng dám mở cửa bước ra ngoài. Cứ khép mình như vậy nửa ngày trời. Trông ngóng một cuộc điện thoại hay một tin nhắn đến nhưng không có. Lúc này tôi mới xuống giường rồi đi vào nhà vệ sinh để tắm rửa. Mới chỉ một đêm không ngủ mà nhìn bản thân qua chiếc gương nhỏ cũng cảm thấy ghê sợ. tóc tài dối bù, gương mặt hốc hác với quần mắt thâm đen. Thật sự không khác gì một con cô hồn Tôi tắm rửa sạch sẽ, sửa soạn một chút rồi mới ra mở cửa. Trời lúc ban chiều vẫn còn cái nắng cay gắt. Thu ánh sáng ấy hắt vào, bất chợt khiến đôi mắt phải nheo lại. Cũng đã hơn nửa ngày trời rồi, vẫn không thấy có ai gọi điện cho tôi. Tôi quyết định dắt xe đến trụ sở công an một lần nữa. Vừa dắt xe ra khỏi ngõ, chẳng khó gì để thấy được quán cà phê nơi tôi làm việc. Chỉ nằm chéo ngay bên kia đường, mà lúc này bóng người không lạ khiến tôi kiếp sợ vẫn còn đứng ở đấy. Phải, Mạnh vẫn sáng vẻ bình thản nhưng không có chuyện gì. Đứng ở trước cửa nói chuyện với ai đó. Tôi vừa nhìn thấy anh ta, có phần trột dạ, liền quay đầu xe theo hướng ngược lại, rồi ngồi lên lái đi thẳng. Đi một cách vội vàng, như sợ anh ta bắt gặp được tôi vậy. Tôi lái xe đến trụ sở công an phường. Ban ngày ở đây đông người hơn hẳn. Tôi đỗ gọn xe lại, rồi đi vào căn phòng tối qua, Đôi mắt đảo quanh, tìm gương mặt của đồng chí công an đã nói chuyện với tôi, nhưng mà không thấy. Lúc này một người công an khác đi lại phía tôi hỏi: "Chị tìm ai?" Tối qua căn bản cũng chẳng đủ tỉnh táo để nhìn bằng tên của đồng chí ấy là gì. Tôi chỉ có thể hỏi: "Tối qua là ai chờ ở đây vậy ạ?" À? "Tối qua là đồng chí Quang, chị gặp anh ấy có chuyện gì không?" "Tối qua tôi có trình báo một sự việc. Anh ấy hẹn hôm nay gọi lại cho tôi." Nhưng tôi đợi mãi mà không thấy. Chị vào phòng ngồi đi, tôi sẽ báo lại với anh ấy. Tôi nghe vậy cũng đi vào bên trong ngồi, phải đợi đến 15 phút sau mới có bóng người đi vào. Theo văn xã tôi liền đứng dậy. Đúng là người này hôm qua đã nói chuyện với tôi. Chào anh. Anh ta nhìn cũng nhận ra tôi nên sau đó cũng gật đầu rồi nói. Tôi đã xem xét sự việc của chị rồi, cũng đã cho người đến địa điểm chị ghi cho bản tường trình để điều tra. Trước mắt chị cứ về đi đã. Có thông tin gì mới, tôi sẽ báo cho chị. Tôi nghe vậy cũng cảm thấy hơi lạ. Nếu họ đã đến quán tôi làm việc, vậy tại sao khi nãy tôi thấy Mạnh vẫn bình thản đứng nói chuyện như vậy? Anh đã triệu tập kẻ đó đến làm việc chưa? Chúng tôi vẫn đang trong quá trình điều tra. Mọi việc chúng tôi làm đều có quy trình. Thế nên chị không cần phải lo. Có thông tin gì, tôi sẽ báo cho chị. Tôi cố gắng gặng hỏi thêm vài điều nữa nhưng nhận lại câu trả lời cũng chỉ tương tự như vậy, nên cũng đành quay người mà ra về. Vừa dắt xe ra khỏi cổng công an phường, lại vô tình đụng mặt một người. Quên, cô đi đâu thế? Tôi theo phản xạ nhìn đến đối phương, không nghĩ lại gặp Khánh ở đây. Cái thành phố này quả thật là nhỏ, chỉ một vài người quen mà đi đâu cũng gặp nhau. Tôi, tôi có chút chuyện cá nhân thôi. Việc gì đấy, đã xong chưa? tôi có người quen ở trong đây có cần tôi nói giúp gì không tôi nghe vậy liền vội vàng đưa tay lên xua chuyện nhục nhã như vậy tôi còn chẳng muốn khánh biết nói gì là nhờ giúp đỡ không cần đâu tôi xong việc rồi anh đến đây có việc gì thế không có gì gặp anh bạn ở đây thôi vậy anh vào đi tôi có việc đi trước nói rồi tôi ngồi lên xe định nổ máy rời đi thì khánh bỗng đưa tay ra giữ lấy tôi rồi nói khoan đã có thể cho tôi số điện thoại của cô không? Có việc gì sao? Không lẽ cô không cho tôi được cái số điện thoại sao? Tôi nghe vậy cũng có chút ái ngại nhìn anh. Dù gì Khánh cũng giúp đỡ tôi nhiều lần. Anh cũng chưa bao giờ đòi hỏi điều gì. Tôi chần chừ một lúc rồi cũng đọc nhanh số cho anh. Khánh lấy điện thoại ra bấm. Lúc sau nhìn tôi rồi nói. Được rồi, vậy cô có việc thì đi trước đi. Tôi vào bên trong một lát. Tôi gật đầu một cái, rồi cũng lái xe trở về phòng trọ. Sau chuyện xảy ra tối qua, tôi cũng chẳng còn tâm trí gì nữa. Về đến nơi là dắt xe vào trong phòng, rồi đóng cửa lại. Cũng chẳng buồn cơm nước gì, chỉ thả mình nằm xuống giường, rồi lại tùy thân mà khóc. Không biết tôi khóc trong bao lâu, mệt quá rồi tiếp đi lúc nào không hay. Cho đến khi vang lên tiếng đập cửa, rầm rầm, tôi mới giật mình ngồi bật dậy. Đưa đôi mắt nhìn qua ô thoáng của căn phòng, thấy trời đã tối đen, liền vội vàng lấy điện thoại bật lên xem. Trời nhanh thế mà đã 10 giờ tối rồi. Lúc này tiếng đập cửa vẫn vang lên, trong lòng không hiểu sao có một cảm giác sợ hãi. Có lẽ vì chuyện tối qua nên tôi sinh ra sự nhạy cảm. Nhưng mà tôi mới thuê ở đây, lại không có người quen, thì làm gì có ai biết mà đến. Không lẽ là đồng chí công an hôm qua đưa tôi về sao? Âm thanh đập cửa vẫn tiếp tục vang lên nhưng không có một giọng nói nào tôi sợ đến mức cũng không dám lên tiếng chỉ im lặng bước xuống giường đi lại phía cửa cố nhìn qua cái khe hở nhỏ tí xem là ai nhưng chỉ nhìn thấy một bóng đen đứng trước đó mà không thấy được mặt kẻ đó cứ đập cửa được hai tiếng rồi lại đứng chờ không thấy lại tiếp tục đập cửa tôi sợ quá cũng không dám mở cửa cho đến khi người ngoài kia lên tiếng quỳnh mở cửa đi anh mạnh đây Nghe cái tên đấy mà cả người tôi chật nổi cả gai ốc, hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi vội vàng nhìn quanh căn phòng, xem có gì cầm không. Thấy được con sao để ở khu bếp, liền đi lại cầm lấy nó. Cả người run rẩy cứ đứng gọn vào trong một góc tường. Làm sao anh ta biết được phòng của tôi? Nửa đêm rồi, anh ta đến đây làm gì? Sau câu nói ấy, tiếng đập cửa vẫn tiếp tục vang lên. Lúc này một giọng nói khác ở căn phòng bên cạnh vọng ra ngoài. Trời ơi, đêm hôm rồi có ý thức tí đi, ẩm ý như thế, ai mà ngủ được chứ? Lời của người ở phòng bên vừa dứt, mọi thứ cũng trở nên im lặng, một tiếng động nhỏ cũng không còn nghe thấy. Tôi run rẩy siết chặt lấy con dao trong tay mình, từng bước chậm rãi và nhỏ nhẹ, đi lại phía cửa. Thở thôi tôi cũng không dám thở mạnh. Mồ hôi đã thấm đẫm nơi lưng áo, tôi khẽ khẽ sát mặt vào cánh cửa, nhìn qua khe hở nhỏ tí. Phía bên ngoài, chỉ còn là một khoảng sân rộng trống trơn với ánh đèn vàng yếu ớt. Nhưng bất chợt, một con mắt hiện trước lỗ hồng làm tôi giật mình kêu lên một tiếng rồi lùi lại phía sau. Còn dao tôi trên tay cũng rơi xuống đất. Giọng nói nhỏ ở bên ngoài vọng vào. Tôi vẫn nghe rõ. Quỳnh, mở cửa cho anh đi. Tôi thật sự bị rơi vào trạng thái hoảng loạn. Cả người run rẩy vội vàng lên giường ngồi thu vào một góc. Bỗng lúc này chuông điện thoại vang lên Âm thanh ấy càng khiến mọi thứ thêm hỗn loạn. Tôi không dám cầm lấy nó. Đôi mắt trầm trầm nhìn vào con số lạ trên màn hình. Ở phía ngoài, mạnh nghe được cũng nói vọng vào. Quên, anh biết em nghe thấy mà. Mở cửa ra đi. Anh có chuyện muốn nói. Tôi sợ đến mức lấy hai tay bịt chặt lấy tay của mình. Cố át đi những âm thanh kia. Cho đến khi chuột điện thoại tắt. Sau đó là một tin nhắn gửi đến. Nó hiện rõ nội dung trên màn hình. Tôi Khánh đây, cô ngủ rồi à đập được những hàng chữ ấy tôi vội vàng vừa lấy chiếc điện thoại run rẩy bấm gọi lại không đến hồi chuông thứ hai khánh đã nhấc máy cô chưa ngủ sao tôi nghe vậy liền vội vàng nói với anh bằng giọng nhỏ nhất làm ơn giúp tôi anh có thể đến đây được không có kẻ có kẻ muốn quấy rối tôi vừa nghe tôi nói vậy khánh không chần chừ gì mà liền nói cô đang ở đâu phòng trọ số một Ngõ 247, đường... Kẻ đó, đang đứng trước cửa phòng tôi. Cô đừng mở cửa, tôi qua ngay. Lời vừa dứt, Khánh ngụm tắt máy. Tôi sau đó chỉ biết ôm chặt chiếc điện thoại của mình, rồi ngồi thu thu vào một góc giường. Đôi mắt mở căng nhìn chầm chầm về phía cánh cửa. Lúc này ở phía bên ngoài cũng chẳng còn tiếng động nào nữa. Nhưng không gian càng im lặng, tôi lại càng sợ hơn. Cứ vậy kéo dài một lúc, cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên cốc cốc cả người tôi cứng lại mà nhìn về phía cửa không dám lên tiếng âm thanh vang lên một lần nữa sau đó là giọng nói truyền vào quỳnh à tôi khánh đây câu nói ấy thật sự khiến lòng tôi nhẹ nhõm bản thân lúc này mới dám thở mạnh tôi bỏ chiếc điện thoại xuống rồi xuống giường mà đi lại mở cửa bóng người đàn ông cao lớn đứng đấy vào lúc này không hiểu sao khiến tôi cảm thấy an tâm khánh nhìn xung quanh một lượt rồi lại nhìn tôi nói tôi đến đây không thấy ai cả cô không sao chứ tôi nghe vậy cũng nhìn ra phía đầu ngõ có lẽ khi nãy nói chuyện điện thoại với khánh mạnh nghe được nên đã bỏ đi tôi đưa tay lên vén gọn mái tóc của mình rồi nhìn anh nói khi nãy anh gọi tên đấy còn đứng trước phòng tôi gọi tôi còn không biết hắn bỏ đi lúc nào lúc anh gõ cửa tôi còn không dám lên tiếng thế cô có biết hắn là ai không Hôm nay mới gặp phải chuyện này sao? Có cần tôi báo công an không? Tôi nghe vậy, lại quay mặt đi hướng khác mà trả lời. Tôi báo rồi. Báo rồi mà tên đấy vẫn quấy rối sao? Tôi có người quen ở đấy, để tôi bảo cậu ta giúp đỡ một chút. Không cần đâu, hôm nay cũng là lần đầu tiên thôi. Hôm nay là lần đầu tiên, vậy sao cô biết mà báo công an? Câu hỏi của Khánh khiến tôi trột dạ, có chút lúng túng nhìn anh rồi nói. Ý tôi là hôm nay là lần đầu tiên tên đấy đến phòng của tôi quấy rối mọi lần chỉ đến chỗ tôi làm nhiều lần thế rồi sao vậy mà công an vẫn không giải quyết thế cô làm ở đâu những câu hỏi của khánh làm tôi khó trả lời đành vội vàng nói sang việc khác muộn như thế này rồi còn làm phiền anh thật sự ngại quá tôi không biết cảm ơn anh như thế nào đây đấy là số điện thoại của tôi cô lưu lại sau có chuyện gì cứ gọi tôi sẽ giúp Vậy khi nãy anh gọi cho tôi có chuyện gì không? Tôi vừa mới tan làm xong, gọi hỏi xem cô ngủ chưa, có rảnh đi ăn đêm không? Thật sự bản thân tôi cũng chẳng muốn đi, nhưng nói thật, vào lúc này ở một mình tôi vẫn sợ mạnh quay lại. Hơn nữa dù sao cả ngày nay tôi cũng không ăn gì rồi. Tiện đây cũng coi như cảm ơn Khánh đã giúp đỡ, nên tôi gật đầu. Tối nay tôi cũng chưa ăn gì, vậy đi cùng đi, tôi mời. Coi như thay lời cảm ơn vậy khánh khẽ cười một cái rồi đáp lại không phải cô vì muốn cảm ơn tôi nên mới đồng ý chứ không phải tôi chưa ăn gì thật mà khánh nghe vậy gật đầu rồi nói vậy cô đóng cửa đi tôi ra xe đợi nói rồi khánh cũng quay người đi ra đầu ngõ tôi trở vào sửa soạn một chút rồi cũng khóa cửa lại mà chờ ra ngoài nơi phía xe của khánh đang đỗ ở đấy mà ngồi vào vừa thấy tôi khánh lên tiếng cô muốn ăn gì giờ này thì cũng đâu còn gì nhiều anh thích ăn gì thì cứ đến đó là được tôi ở đây cũng không dành lắm mấy nơi ăn uống khánh nghe vậy cũng khởi động xe rồi lái đi suốt cả dọc đường anh luôn hỏi tôi về chuyện của kẻ quấy rối tôi cũng chỉ nói qua qua có những cái khó trả lời tôi lại lảng sang chuyện khác chúng tôi dừng lại ở một quán cháo đêm tình cờ thế nào vị trí quán đấy lại cách nhà của dũng không quá xa điều đấy cũng làm tôi có chút e ngại nhưng cũng không tiện nói với khánh khi tôi đang loay hoay định mở cửa xuống xe thì khánh đã xuống lúc nào đi sang mở cửa giúp cho tôi người đàn ông này tôi chẳng biết nhiều về anh cũng không biết anh làm công việc gì nhưng nói thật thái độ và cách hành xử của khánh trông lịch lãm vô cùng kiểu này dám chắc anh ta không ít cô gái phải lòng cảm ơn tôi có thể tự mở được mà khánh nghe vậy lại vừa cười vừa nói kiểu trêu đùa. Cô mời tôi ăn, tôi có lòng một chút cũng là điều nên làm mà. Tôi chỉ cười trừ một cái rồi cũng xuống xe. Sau đó cả hai cùng đi vào trong quán. Khánh cũng khéo léo lựa chọn một chỗ ngồi khá thoáng. Nhưng cũng không va chạm với những bàn khác. Cô ăn gì? Anh quen thì gọi đi, tôi ăn gì cũng được. Khánh đứng dậy đi ra bàn quầy gọi đồ. Một lúc sau quay lại, vừa mới ngồi xuống ghế. Thì lúc này ở phía ngoài có hai bóng người đi vào vốn tôi cũng chẳng để ý nhưng giọng nói khá quen thuộc vang lên em ăn gì tôi theo phản xạ liền nhìn đến người vừa nói đúng là oan xa ngõ hẹp đi đến đâu cũng gặp mẹ con nhà họ không sai người tôi vừa nhìn thấy chính là dũng và tất nhiên anh ta đi cùng với cô nhân tình của mình tôi nhìn thấy anh ta cũng là lúc anh ta bắt gặp được tôi ngay sau đó nét mặt của dũng cũng liền thay đổi Ghê thật, cô trốn cha mà mọc mẹ cô đang ốm đau trong bệnh viện để về đây cùng thằng khác ăn nằm với nhau. Vậy mà khi cả họ nhà cô nói thì lại làm sao vẻ oan ức lắm. Tôi nói có hề sai đâu. Sau câu nói ấy, Khánh cũng mới phát hiện sự có mặt của Dũng. Anh nhìn tôi mà lên tiếng. Chúng ta đi quan khác. Tôi cũng chẳng muốn phiền phức nên gật đầu một cái rồi đứng dậy. Cũng lờ đi câu nói của Dũng xem như không thấy sự xuất hiện của anh ta tôi với khánh định đi ra nhưng dũng lúc này lại bước sang chắn đường sao bị chồng bắt gặp đi với trai nên giật mình chưa ăn đã muốn đi rồi sao tôi nghe vậy mới nhìn đến anh ta mà trả lời anh không thấy nực cười sao anh nhận anh là chồng tôi vậy chồng tôi nửa đêm đi cùng ai kia à khách hàng phải không tháng trước tôi cũng bắt gặp chồng tôi đi với vị khách này từ trong nhà nghỉ ra sau đó cách đây mấy ngày tôi lại bắt gặp chồng tôi cũng với vị khách này đi ra từ phòng khám siêu âm chồng tôi có lòng nhiệt tình với khách quá rồi phải không cô dũng chưa kịp nói gì thêm thì lúc này phương cô tình nhân của anh ta bỗng đi lại kéo tay dũng một cái rồi nói dũng muộn rồi không cần ăn uống gì nữa đâu để em về trước không vợ anh lại hiểu lầm tôi nghe vậy mà trong lòng cười dễu một cái cô ta đang muốn diễn cái trò gì đây em không cần phải về trước Chúng ta chỉ đi ăn, không có gì phải sợ. Chỉ có cô ta, có tật mới giật mình, phải bỏ đi ngay như vậy. Khánh nãy giờ im lặng, lúc này mới lên tiếng. Vậy hai người ở lại từ từ ăn, để chúng tôi đi trước. Nói rồi, Khánh cũng túm lấy cổ tay tôi, kéo đi ra ngoài. Tôi cũng có hơi bất ngờ nên cũng không kịp phản ứng. Nhưng trước khi bị kéo đi ra ngoài, tôi còn nhìn thấy được gương mặt đang giận dữ của Dũng và khóe miệng có ý cười của Phương cô ta thật sự khó hiểu. Tôi và Dũng đi lại xe ngồi vào, sau đó khởi động máy, lái đi thẳng. Khánh lúc này bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Cô không định có chiều hướng giải quyết chuyện với anh ta sao? Tôi nghe vậy cũng có chút ngạc nhiên vì thái độ của anh, nhưng không hiểu sao vẫn thành thật trả lời. Tôi chỉ có giấy tờ tùy thân, những cái khác đều để ở nhà chồng. Tôi cũng đang định lên tòa làm đơn ly hôn, nhưng giấy tờ không đủ chỉ sợ hơi khó khăn một chút Tôi có quen bà chị ở trên tòa án Có cần tôi nói qua chị ấy không Vấn đề nó cũng không phải nằm ở đấy Mà nó nằm ở chuyện tiền bạc Tôi hiểu bây giờ làm cái gì Cũng cần phải có tiền Thì mới có thể giải quyết em đẹp được Tôi đang gặp chút trục trặc Về công việc Nên chuyện đó cũng đang gác lại Công việc không ổn sao Không ổn thì nghỉ Đến chỗ tôi làm Công ty tôi cũng đang tuyển thêm người Lương theo thỏa thuận bên đấy họ trả cô bao nhiêu tôi có thể trả cao hơn sự nhiệt tình của khánh quả thật làm tôi ái ngại cảm ơn tôi có thể tự giải quyết được khánh nghe vậy bỗng quay sang nhìn tôi một cái hình như anh có thở dài một tiếng khá nhỏ sau đấy cũng hướng thẳng về phía trước rồi nói giờ đi đâu ăn được sau khi gặp dũng tôi cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống gì cảm thấy một ngày đã quá đen đủi rồi tôi thấy cũng khuya rồi không bằng để khi khác tôi mời anh ăn tối vậy khánh lúc này nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay có lẽ thấy cũng muộn nên gật đầu vậy để tôi đưa câu về sau câu nói ấy chúng tôi chẳng nói thêm câu nào nữa khánh cứ lái xe theo đường về phòng trọ của tôi bất chợt đang đi anh dừng lại trước một cửa hàng tạp hóa đã chuẩn bị đóng cửa khánh xuống xe rồi đi vào trong đấy mua gì đó một lúc sau xách một túi đồ đi ra mở cửa xe ngồi vào rồi đưa túi đồ cho tôi. Thế bảo cô chưa ăn gì, cũng muộn rồi, nên tôi mua tạm ít bánh với mì. Tôi ngây người nhìn anh một lúc, sau đó cười gượng mà nói. Không cần đâu, ở phòng trọ tôi cũng mua rồi. Tôi mua rồi, thì cô cứ cầm đi. Nghe anh nói vậy, tôi cũng đành miễn cưỡng nhận. Khánh sau đó cũng lái xe rời đi. Đưa tôi về phòng trọ, Khánh cũng dặn dò tôi khóa cửa cẩn thận vì chuyện kẻ quấy rối khi nãy rồi mới chịu đi tất nhiên không cần khánh dặn tôi cũng phải khóa cửa vô cùng kỹ rồi còn lấy cái xe máy của mình dựng chắn ngang cửa xem đi nhìn lại rất nhiều lần cảm thấy chắc chắn mới dám tắt điện đi ngủ đêm hôm đấy cũng trôi qua một cách yên lặng nhưng đến sáng ngày hôm sau tiếng xỉ xào bàn tán ở phía ngoài làm tôi tình sức Quẩy oải bước xuống giường rồi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân sau đó trở ra sắp xếp lại đồ đạc hôm qua tôi dùng để chắn cửa. Dắt gọn xe lại rồi mới lấy chìa khóa mở cửa. Thật sự ưa giật mình khi vừa mở cửa ra một đám người đứng ở trước cửa phòng tôi nhìn rồi chỉ trò. Có người lúc này lên tiếng Làm gì thì làm, đây là khu trọ chung chứ không phải nhà riêng của cô. Đêm hôm, hết thằng này đến thằng khác gọi cửa âm âm, không để cho ai ngủ. Nói rồi, người đấy cũng quay trở về phòng của họ mấy người còn lại đứng xì xào gì đấy về phía tôi mà tôi không hiểu cho đến khi tôi bước hẳn ra ngoài mới phát hiện trên bức tường ở phòng mình rắn đầy những tờ giấy mà hình ảnh trên đó là ảnh tôi vào cái đêm bị mạnh cưỡng bức hai hốc mắt tôi đỏ hoe sau đấy cũng trở nên ướt tôi vội vàng đưa tay lên bóc từng lớp giấy xuống móng tay cào vào tường đau sát lớp keo quá nhiều nên giấy ăn bám vào tường bóc đến đâu lại rách đến đó. Đám người của khu trọ cứ đứng đấy nhìn tôi như một trò cười. Vài người dè biểu mấy lời to nhỏ. Đẹp mắt, chắc cặp kè với ông nào có vợ nên mới bị vợ người ta dán ảnh khắp nơi thế này. Mới dọn đến có một ngày mà đã có chuyện rồi. Chắc mai kia lại một đống người kéo đến làm ầm ĩ cho coi. Thôi, kiếm chỗ khác mà thuê đi. Ở đây có trẻ con, đừng có để chúng nó thấy những cái không hay. Những lời nói của họ rõ từng chữ đến tai tôi. Tôi chẳng thể nói gì ngoài việc cố gắng xé bỏ hết lớp giấy dán trên tường. Nước mắt vẫn cứ chảy dài xuống, thấm vào đầu lưỡi, mùi vị mặn nắng. Bỗng lúc này một giọng nói khác vang lên. Quỳnh, có chuyện gì thế? Tôi giật mình quay người lại. Khánh, tại sao lại đến đây vào lúc này? Anh đi lại phía tôi, đôi mắt cũng khẽ nhào lại nhìn đến những thứ ở trên bức tường. Chưa lúc nào tôi cảm thấy nhục nhã như bây giờ nước mắt rơi nhiều thêm mà của họ nghẹn cứng lại, không thể thốt lên nửa chữ. Trái ngược với những gì tôi nghĩ, Khánh lúc này gương mặt có chút tức giận mà quát lên. Ai làm sao mấy cái trò đùa vô bổ thế này? Sau câu nói ấy, Khánh lại đưa tay lên xé mạnh những lớp giấy trên tường. Anh không bỏ sót một cái nào, còn quay lại nói với mấy người trong khu trọ của tôi. Mấy cô mấy chị, bớt nhiều chuyện đi. Thấy người ta bị trêu đùa không giúp đỡ thì cũng im lặng để mà tích đức. Thêm vài câu khó nghe Có giúp kiếm ra tiền được không Không nghĩ lời Khánh nói Lại có trọng lượng đến như vậy Đám người kia cũng dần dần tàn ra Phòng ai về phòng người đó Tôi cũng chẳng biết nói gì Chỉ cố gắng gỡ hết những tờ giấy dán trên tường xuống Sau khi mọi thứ gần như đã bị bóc hết Khánh giúp tôi đem vứt nó Rồi quay trở lại phòng Anh có vẻ Xem đó là trả đùa ác ý của ai thì phải Tôi nghĩ Cô nên lên phường trình báo công an một lần nữa đi tôi có người quen ở đó, tôi sẽ đi cùng cô. đùa kiểu này ảnh hưởng đến nhiều cái, tội đấy mà khép lại cũng là bôi nhọ danh dự của người khác đấy. tôi nghe vậy lại nhìn anh hỏi, anh tin đó là một trò đùa sao? không phải cô nói hôm qua có kẻ đến trước phòng cô, quấy rối hay sao? vậy cái trò này cũng là hắn làm thôi. theo phương diện của khánh nghĩ vậy cũng chẳng sai, nhưng tôi nghĩ chắc không phải mạnh làm chuyện này, tên đấy không muốn làm mọi chuyện ầm ĩ sẽ không điên rồ mà làm mấy cái trò này nhưng quả thật ngoài mạnh xa tôi không thể nghĩ ra ai khác cả cuộc sống ngày nào cũng như vậy chắc tôi nghẹt thở mà chết quách cho rồi tôi biết kẻ quấy rối đấy là ai biết rồi sao không báo công an tôi báo rồi nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được hồi đáp của họ tôi có người quen ở trên phường đi tôi nói giúp cô nói rồi anh cũng liền đứng dậy điệu bộ có vẻ khẩn trương hơn cả tôi nếu xác định đã nhờ Khánh giúp, có lẽ tôi không nên giấu mọi chuyện nữa. Mấy hình ảnh đó không phải là giả. Câu nói của tôi cũng khiến Khánh khựng bước. Anh nhìn tôi vẫn bình thản nói. Cho dù không phải là giả, thì phát tán hình ảnh riêng tư cũng vi phạm pháp luật. Hai bàn tay tôi bấu chặt vào tà áo, sống mũi cũng bắt đầu cay xè. Nơi khóe mắt trở dâng sưng nước mà nghẹn giọng nói. Anh ta là quản lý chỗ tôi làm, tôi đã cố gắng cầu xin và phản kháng lại nhưng tất cả đều vô dụng đêm hôm đấy tôi đã đến công an phường để trình báo sự việc họ nói sẽ liên lạc lại cho tôi nhưng đến hôm nay tôi không hề nhận được một cuộc gọi nào mà kẻ đó lại vẫn cứ nhởn nhơ ở bên ngoài tên đấy nói tôi sẽ chẳng làm gì được anh ta đâu có lẽ là vậy khánh đi lại kéo tôi đứng dậy rồi nói cô sở soạn một chút đi rồi cùng tôi đến công an lần này không cần thông qua phường tôi đưa cô lên thẳng thành phố. Dám chắc với cô, tôi sẽ khiến cho tên đấy phải trả giá. Nói rồi Khánh cũng quay người trở ra ngoài, nhưng tôi níu tay anh ta lại. Khánh, nhưng chuyện này tôi không muốn quá ẩm mỹ. Dường như anh là người khá nhạy cảm. Anh hiểu ý tôi nói là gì, liền gật đầu một cái. Tôi sẽ có cách, yên tâm đi. Nói rồi Khánh đi ra ngoài, tôi cũng quay vào sửa soạn một chút. Lần đầu tiên tôi cảm thấy tin tưởng vào một người đàn ông vốn dĩ là xa lạ không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác như vậy nhưng ở khánh có một điểm nào đó tôi dám chắc bất cứ cô gái nào nhìn anh cũng cảm thấy là nơi dựa dẫm vững chắc xong xuôi tôi đi ra ngoài khóa cửa cẩn thận rồi hướng đến chiếc xe của khánh đang đỗ đầu ngõ mà mở cửa ngồi vào khánh vừa thấy tôi cũng liền nói chúng ta đi ăn gì cái đã tôi không có tâm trạng ăn cái gì cả ăn đi lát nữa cô còn phải làm việc ở trên đó rất lâu đấy nói rồi khánh cũng khởi động máy rồi lái đi xe dừng lại trước một quán phở chúng tôi bước xuống rồi đi vào trong hy vọng lần này sẽ không đụng phải người mà không muốn gặp khánh gọi đồ sau đó lấy điện thoại gọi điện cho ai đấy chồng có vẻ như bàn giao lại công việc thì phải tôi thấy vậy cũng có chút ái ngại đợi anh nói chuyện xong rồi mới lên tiếng ngại quá nếu anh bận công việc thì cứ về trước đi một mình tôi lên đó cũng được rồi có gì tôi sẽ gọi điện nhờ anh không sao, công việc cũng không có gì. Tôi nói qua nhân viên là họ làm được. Người đàn ông này kỳ lạ thật. Tôi chẳng hiểu tại sao anh ta lại giúp đỡ tôi một cách vô điều kiện như vậy. Nếu chỉ vì một hai lần có thể xem là tình cờ, nhưng đây những gì khánh làm cho tôi còn quá hơn cả Dũng, người được xem là chồng của tôi nữa. Sao anh lại giúp tôi? Lúc này bà chủ quán bưng hai bát phở đến, khánh đỡ lấy rồi đặt sang phía tôi, cẩn thận lau từng đôi đũa, cái thìa rồi trả lời theo kiểu bông đùa chắc kiếp trước tôi nợ cô tôi hỏi thật đấy anh giúp tôi nhiều như thế này bản thân tôi thấy ngại lắm từ đầu đến cuối tôi vẫn chưa trả lại cho anh cái gì vậy thì cứ cộng lại đó sau tôi đòi một lần được rồi ăn đi thầy khánh vẫn giọng điệu đùa cợt như vậy tôi lại nói này tôi với anh vốn dĩ đâu có quen biết nhau phải không cô không biết tôi nhưng tôi biết cô lâu rồi Tôi nghe vậy lại ngạc nhiên nhìn Khánh. Đôi đũa vừa cầm lên, liền đặt xuống. Biết tôi lâu rồi, làm sao anh biết tôi mà tôi lại không biết anh? Khánh lúc này ngẩng mặt lên nhìn tôi. Cô không biết tôi là phải rồi, có gì lạ đâu. Được rồi, phở nguội rồi đấy, ăn đi còn việc phải làm nữa. Lần sau cô mời tôi một bữa tối, tôi sẽ kể cho cô nghe. Tôi quả thực tò mò, nhưng nghe anh nói vậy cũng đành im lặng. Cúi xuống ăn bát phở của mình bất chợt khánh lại lên tiếng cô nói công việc gặp trục trặc là vì chuyện này tôi nghe vậy chỉ gật đầu một cái khánh cũng nói tiếp ngày mai đưa tôi một bộ hồ sơ xin việc đầy đủ anh cần làm gì thế nộp vào công ty tôi tôi nghe vậy cũng suýt nữa thì sặc tròn mắt nhìn lên khánh vẫn đang rất bình thản ăn mà lóng túng nói nhưng thật sự tôi còn chưa biết anh làm gì yên tâm không phải buôn lậu hay kinh doanh bất chính đâu Tôi nghe vậy liền vội vàng phân bua. Ý tôi không phải vậy. Tôi sợ bản thân không đủ năng lực. Cô cứ làm theo khả năng của cô. Tôi đâu có đòi hỏi. Nhưng... Cô ăn nốt đi. Chúng ta đi không muộn. Tôi có chút ái ngại. Nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Cúi xuống ăn nốt phần của mình. Xong xuôi chúng tôi chờ ra xe. Khánh lái thẳng đến trụ sở công an thành phố. Đi vào bên trong mới biết. Mối quan hệ của Khánh khá rộng anh quen rất nhiều người ở đây thì phải thấy gặp ai cũng chào bắt tay rất thân thiết khánh đưa tôi đến gặp một đồng chí công an tên là trung sau khi nói vài lời gì đấy với vị công an đó khánh quay sang nói nhỏ với tôi cô làm việc với anh ấy tôi ở bên ngoài đợi không cần về giấu bất cứ chuyện gì nói rồi khánh cũng trở ra ngoài còn lại tôi và đồng chí trung trong một căn phòng không quá lớn anh ta nhìn tôi nói giọng rất thân thiện ngồi ghế đi em Tôi nghe vậy cũng vâng một tiếng, rồi đi lại chiếc ghế cạnh bàn, kéo ra mà ngồi xuống. Giống như ở bên phường, anh Trung đầu tiên cũng ngồi đối diện với tôi hỏi vài điều, sau đó cũng đưa cho tôi một tờ giấy để viết một bản tường trình sự việc. Thời gian cứ thế trôi, tôi ngồi viết lại thật cẩn thận tỉ mỉ những gì đã xảy ra, tên tuổi, nơi làm việc của kẻ khốn ấy. Xong xuôi mọi thứ, tôi đưa cho anh Trung. Anh ta rất cẩn thận đọc từng chữ chứ không như vị công an ở phường tối hôm đó. Quả nhiên, sống trong cái xã hội này, có chút quan hệ và tiền bạc, thì mọi chuyện sẽ đơn giản đi rất nhiều. Quay đi quay lại hết cả buổi sáng, tôi cùng với anh Trung đi ra ngoài. Vừa thấy chúng tôi, Khánh cũng đã liền đi lại. Anh Trung, xong rồi sao? Xong rồi, giờ hai người cứ về trước đi. Đến chiều có thêm tin tức gì, tôi sẽ gọi cho cậu. Khánh cười rồi bắt tay với đồng chí Trung rồi nói. Vậy cảm ơn anh trước. Hôm nào rảnh anh em mình lại gặp nhau Ừ được rồi Chúng tôi chào anh ta rồi cũng ra về Lúc này ngồi ở trong xe Tôi mới quay sang nói với Khánh Liệu có bắt được hắn không Tôi sợ hắn ta lật lọng chối bỏ Cô yên tâm đi Nếu tên đấy đã có những bức ảnh kia Vậy chứng tỏ trong quá trình hắn ta Có dùng máy quay lại Chỉ cần công an điều tra có có hành động phản kháng Hắn có hành động dùng vũ lực để cưỡng ép Khi ấy tội của hắn có thể quy vào tội hiếp dâm án nhẹ cũng từ 7 năm đến 20 năm tù. Nhưng hắn ta nói tôi sẽ không làm gì được. Có lẽ hắn cũng có chút quan hệ quen biết. Tôi sợ. Quen biết thì sao? Một tay cũng không thể che hết trời được. Thành phố không giải quyết được thì lên tỉnh. Nhưng cô yên tâm đi, tôi đảm bảo sẽ bắt được hắn. Tôi nghe vậy lại nhìn Khánh có chút áy náy nói. Cuộc sống của tôi có nhiều cái rất khó nói. Nếu chuyện này đã làm to, vậy đến hôm tòa xử... Tòa sử cô vắng mặt cũng không sao Việc đó tôi lo được Cảm ơn Cô có ý định đổi chỗ ở không Thời gian này công an điều tra Cũng chưa thể bắt giữ hắn Đổi chỗ để tránh hắn đến quấy rối làm phiền Tôi cũng đang tính Nhưng chưa có thời gian để tìm nơi ở mới Vừa nghe vậy Khánh liền lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đó Một lúc sau thấy anh nói Chị Nga Nhà chị đã cho thuê chưa Bạn em cũng đang cần tìm thuê nhà Chị để cho em Giá cả cứ hợp lý là được. Ok. Cuộc nói chuyện không quá 2 phút, nhanh đến mức khiến tôi kinh ngạc tròn mắt nhìn anh. Bạn mà anh nói không phải là tôi chứ? Cô đấy, chẳng phải cô bảo cũng muốn tìm sao? Đây là nhà của bà chị chơi với tôi. Chị ấy mua nhà nơi khác nên chỗ này đang cho thuê lại. Nhà cũng không quá to đâu, một người ở đủ thoải mái. Cho dù tôi nói vậy, nhưng đâu phải nói thuê là thuê luôn được đâu. Thì tôi cứ đặt trước, Cô muốn dọn qua lúc nào cũng được. Tôi đang định lên tiếng nói, thì sẽ đã dừng lại trước đầu ngõ của cô chợ. Khánh lúc này quay sang nhìn tôi. Định rủ cô đi ăn chưa? nhưng tôi có việc đột xuất, để cái khác vậy. Nghe anh nói thế, tôi cũng không nhiều lời nữa. Cảm ơn anh. Tôi chào Khánh một tiếng rồi xuống xe, đợi chiếc xe chạy đi, tôi mới quay người đi vào. Từ ngõ nhìn vào trong, thấy có hai ba bóng người phụ nữ đứng trước cửa phòng tôi. Linh tính có vẻ không ổn, không lẽ lại có ai dán gì ở trước cửa phòng sao? Tôi vội vàng chạy đến mà nói. Có chuyện gì thế? Tại sao lại đứng trước phòng tôi? Lúc này bọn họ quay lại. Một người phụ nữ đã khoảng 40 tuổi, cùng hai cô gái còn khá trẻ, nhìn tôi hỏi. Mày là quê Nga? À? Tôi không hiểu gì, cũng gật đầu một cái. Phải. Lời vừa dứt, người phụ nữ kia liền nói. Là nó đó. Tôi còn chẳng hiểu chuyện gì, thì hai cô gái kia liền lao vào phía tôi, túm tóc, rồi ra sức mà đánh mà đạp. Miệng không ngừng chửi những câu tục tĩu Con phò, ngủ với trong người khác, đánh chết mẹ nó đi. Nứng quá thì để nó đánh cho mày bớt nứng. Hai người bọn họ ra sức đạp vào người tôi. Tôi cố dùng sức để phản kháng. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bỏ tôi ra, Rốt cuộc mấy người là ai, sao lại đánh tôi? Giọng nói của người phụ nữ kia lúc này vang lên. Còn giá mộ mà, con thư, chai axit mày mua đâu rồi? Để tao xem nó còn mặt mũi đi ve vẩn trong người khác không? Người trong khu chợ cũng đã kéo nhau nhìn ra, nhưng không một ai vào căn ngăn họ. Có lẽ họ không muốn phiền phức, cũng có thể họ sợ bị nhân lụy đến bản thân. Có người trong khu chợ không dám lại gần, nhưng đứng từ xa mà nói. Thôi, đàn bà con gái với nhau, đánh nó coi như dằn mặt thôi, Đặt axit rồi, nó có sao mình cũng thiệt thân. Nghe vậy, Người phụ nữ kia cũng nói lại Thà đi tù vài năm Cũng phải cho con này nát mặt cái loại đĩ điếm như mày Tao không làm thì người khác cũng làm Axit à, là cái từ khiến tôi cảm thấy kinh hãi Bản thân theo đó Cũng cố gắng ra sức thoát khỏi hai cô gái kia mà nói Các chị có nhầm người không Tôi không biết chồng các chị là ai cả Nhầm thế đéo nào được Mặt mày đó Không lẽ sáu con mắt chúng ta đều nhầm Con thư túm lấy đầu ngửa cái mặt nó lên cho tao Người phụ nữ vừa nói vậy, cô gái kia cũng liền tùm lấy tóc tôi, giật ngược ra phía sau. Ôi giời ơi, cái mặt này mà tạt axit vào, thì có núi tiền mới cứu được mày. Mà loại đĩ điếm như mày, thì làm đéo gì có tiền mà sửa. Có thằng nào bao nuôi thì còn may ra. Nhưng tao sợ mặt mày biến dạng, thì cũng không có thằng nào nó dám lại gần, nói gì bao nuôi. Lúc này cô gái tên Thư kia lấy trong túi sách ra một cái chai nhỏ, rồi đưa cho chị ta Cẩn thận không chúng bọn em đấy. Mày thấy mắt tao có lác không? Tôi không biết trong cái chai đó có phải là axit hay không. Nhưng bản thân đã sợ đến ứa nước mắt. Tay tôi cố bấu chặt vào tay của cô gái đang giữ đầu của mình để cố gắng thoát ra. Tôi xin các chị, có gì để từ từ nói chuyện. Tôi nghĩ có điều nhầm lẫn ở đây. Tôi thật sự không biết chồng các chị là ai cả. Mấy người trong khu trọ của tôi có lẽ cũng sợ việc không hay xảy ra nên lên tiếng. Thôi, từ từ mà nói chuyện đi mấy chị em. Không may nhầm người thì tội họ. Vừa nghe vậy, người phụ nữ kia liền lấy chiếc điện thoại ra, bấm cái gì đấy mà nói. Nhầm thế đéo nào được mà nhầm. Ta có bằng chứng rõ ràng luôn đây. Nói rồi chị ta quay màn hình điện thoại về phía tôi. Đây, cái mặt mày có phải không? Mày còn ra môm, bảo không biết nữa không? Tôi kinh sợ, nhìn chầm chầm vào chiếc điện thoại. Phải, đó là tôi và người đàn ông đó không ai khác là mạnh. Clip hiện trên màn hình cũng là cảnh của tối hôm đó. Nhưng tôi đâu phải là cướp chồng của chị ta. Tôi còn là kẻ bị hại, không phải sao? Chuyện không phải như chị nghĩ. Tôi bị oan, tôi là bị anh ta ép buộc. Mẹ em may, mày, mày đáo mời chào thì ai ép được mày? Cái đĩ xà mồm, đúng không có sai. Lúc nãy thì mày bảo không biết chồng tao là ai. Giờ tao đưa bằng chứng thì mày lại bảo bị ép buộc. Lời vừa dứt, chị ta liền tát thẳng vào mặt tôi một cái đau rát. Sau đó tôi thấy chị ta mở cái chai kia ra. Tôi hoảng sợ, cố gắng vùng vẫy. Lúc đấy chị ta quát lớn. Chúng mày, tránh ra không vào người. Sau câu nói ấy, bọn họ buông tôi ra. Nhưng một giây tôi không kịp chờ người. Chỉ thấy chị ta cầm cái chai kia hắt lên. Tôi cũng vội vàng dùng tay để đỡ. Một giây sau đó là tiếng la hét. Cơn mỏng sát tưởng như thấm vào tận sông tủy. Thiêu đốt cả da thịt. Tôi ngửi thấy mùi khét sọc thẳng vào mũi. Đau khủng khiếp cùng lúc đấy, một giọng nói vang lên. Mấy người, tốt nhất đến đợi công an gọi lên triệu tập đi. Tôi đau đến mức ứa nước mắt, ôm lấy cánh tay của mình mà nhìn đến người vừa nói, không hiểu sao khánh lại quay lại đây. Cũng may khánh nhanh chân chạy lại, đầy chị ta nên chạy axit kia chỉ văng một ít lên phần tay của tôi rồi bị hất sang hướng khác. Khánh lúc này đi lại đỡ lấy tay tôi, vội vàng đưa ra xe, trông anh còn khẩn trương và lo lắng hơn hẳn. Tôi cũng không có thời gian để ý nhiều Chỉ thấy một phần của cánh tay Đã bị cháy sạm Từng giây nhói lên một cơn đau buốt Giật thẳng lên đầu Cố cắn răng để mà chịu đựng Khánh đưa tôi vào thẳng bệnh viện Trực tiếp đến phòng cấp cứu Sau đó đứng ở ngoài gọi điện cho ai đấy Lúc này một cô y tá Nhìn vết bỏng của tôi hỏi Chị bị sao đây Tôi nghe vậy cũng cố gắng mà trả lời axit à, Ngoài tay xa, trên người còn chỗ nào không? Lúc này chỉ có phần tay là nặng nhất. Tôi cũng chẳng có sức để ý đến nơi khác, nên chỉ lắc đầu. Chị y tá lấy bông băng, nước rửa sơ cứu tạm thời, thì Khánh lúc này đi vào, cùng với một người đàn ông mặc áo blue trắng. Cô ấy bị bỏng axit, anh kiểm tra xem có tổn thương đến bên trong không? Vị bác sĩ ấy đi lại phía tôi, nâng tôi lên soi xét thật kỹ rồi nói. Trước mắt, cần cắt bỏ vòng da bị hoại tử đã. Cậu đi làm hồ sơ bệnh án cho cô ấy, tôi sẽ tiến hành phẫu thuật luôn. Nói rồi vị bác sĩ ấy nhìn sang cô y tá kia. Cô đi gọi bác sĩ Hoa đi, nói có ca bỏng axit cần phẫu thuật gấp, bảo cô ấy đến phụ tôi. Dạ, cô y tá kia rời đi, tôi sau đó cũng được đưa đến một căn phòng. Cả quá trình cuộc phẫu thuật diễn ra, tôi hoàn toàn mất đi ý thức vì gây mê. Không biết thời gian kéo dài trong bao lâu, chỉ biết khi tôi tỉnh lại, đã thấy mình ở trong phòng chăm sóc. Tiếng của Khánh nói chuyện điện thoại với ai đó vang lên bên tai. "Vâng, khi nào cô ấy tỉnh, em sẽ nói lại." Vừa trải qua một chuyện kinh khủng, cả người tôi gần như kiệt sức, bóng người đàn ông đứng ở cửa sổ quay lưng lại phía tôi. Vào lúc này, bỗng nhiên tạo nên một cảm giác an toàn kỳ lạ. "Khánh." Tôi mệt mỏi lên tiếng, anh sau đó cũng quay người lại, rồi đi đến chỗ tôi ngồi xuống bên cạnh giường. "Cô tỉnh rồi à? Tôi vừa báo sự việc lên công an, họ sẽ vào cuộc sớm thôi." Cô có quen biết mấy người đó không? Tôi nghe vậy, gật nhẹ đầu một cái. Người tạt acid là vợ của tên đó. Vừa nghe tôi nói vậy, Khánh đã khẽ nhíu mày. Đêm qua thì chồng đến gọi cửa, sáng ra có người dán ảnh khắp phòng. Trưa thì vợ đến gây chuyện, làm gì có việc trùng hợp như thế? Tôi chẳng còn sức mà suy nghĩ, càng người chỗ nào cũng đau. Phần cánh tay bị bỏng không nói, còn lại đầu, mặt, càng người bị bọn họ đánh mức ê nhức. Tôi không biết, chị ta có đoạn clip đó nên mới biết mặt tôi. Nếu đã quyết định đến gây sự với cô, vậy thì người dán ảnh là người khác rồi. Không lẽ tên quản lý làm? Tôi thấy không có cơ sở. Hơn nữa chuyện xảy ra mới chỉ được một hai ngày. Làm sao vợ tên đấy biết sớm được như thế? Không phải là có người cố ý nói chứ. Tôi ở đây làm gì có người thân, cũng không quen biết ai. Ai lại cố ý làm điều đấy? Vậy nên mới cần phải công an vào cuộc. Thật sự những ngày qua Tôi đã quá mệt mỏi rồi Bao nhiêu chuyện tị hại cứ lần lượt rơi xuống đầu tôi Nhiều khi nghĩ Tôi có khác gì đồng tăng đi thỉnh kinh đâu Thật sự tôi không muốn ở Mỹ làm gì Nếu có thể yên ổn để sống Thì tôi cũng muốn giải quyết êm đẹp Đến lúc này tôi cảm giác cuộc sống Chỉ toàn là một màu đen tối Bản thân muốn buông thả Mặc nó sống chết như thế nào cũng được Hai hốc mắt đỏ Nhìn chằm chằm lên trần nhà và bật miệng nói Đáng lẽ anh không nên giúp tôi làm gì Giờ tôi không có gì trả cho anh đâu Thế nên để tôi xuất viện đi Khánh nghe vậy cũng đáp lại Nếu tôi giúp cô Chỉ để đợi cô trả ơn Thì tôi cũng không cần phải tận tâm đến như thế này đâu Tôi quay sang nhìn anh Một câu nói có phần khó hiểu Nhưng tôi cũng chẳng có tâm trí đâu Để suy nghĩ nhiều nữa Tôi thế bảo Bị bóng axit dù nặng hay nhẹ Cũng sẽ để lại di chứng Nằm viện cũng đâu có đỡ hơn được đâu Không bằng cứ về cũng đỡ tôn kém thời buổi y học phát triển công nghệ hiện đại phần bẩm của cô bác sĩ nói có thể phẫu thuật thẩm mỹ được chỉ là phải trải qua nhiều lần thôi tôi nghe vậy lại khẽ cười nhạt một cái thân còn lo chẳng xong lấy gì mà đi phẫu thuật anh đừng bảo anh lại giúp tôi đấy tôi không nhận nổi đâu tôi thấy cô bắt đầu nói nhảm rồi đấy mệt tình nghỉ đi tôi đã báo sự việc của cô lên công an rồi chắc họ sẽ đến lấy lời khai sớm thôi nói rồi khánh công đứng dậy đi ra ngoài mà tôi cũng mệt mỏi nhắm mắt lại chán thật sự với cái cuộc sống này kể có chết được tôi chắc cũng chết luôn nhưng vào lúc này như vậy lại nghĩ đến mẹ tôi và hai đứa em giờ không biết đang sống như thế nào nữa ngày hôm sau bên phía công an thành phố cử người đến bệnh viện gặp tôi để lấy lời khai dù sao khanh cũng đã giúp đỡ tôi cũng chẳng làm mất công anh thêm nữa tất cả những gì tôi biết tôi đã trải qua tôi đều kể rõ ràng từng chi tiết mấy ngày ở bệnh viện chỉ có khánh đi đi về về bởi tôi làm gì có người quen ở đây mà khánh như vậy lại quá nhiệt tình tôi không hiểu vì sao anh lại tốt với tôi một cách kỳ lạ như vậy ở viện được vài hôm tình hình cũng không có gì nên tôi xin được xuất viện lúc này mới biết khánh đã chọn hết đồ đạc của tôi đến nơi ở mới là cái nhà mà khánh bảo của bà chị chơi cùng đấy tôi còn kinh ngạc nói với anh sao anh không nói với tôi Nói cô thì cô cũng đâu làm gì được Không lẽ cô định ở đấy Để đợi có người đến gây chuyện tiếp à Cho dù là vậy Nhưng mà anh làm thế Tôi thấy có vẻ hơi kỳ Tôi thấy có kỳ đâu Đã giúp thì giúp cho chót thôi Tiếp xúc với Khánh lâu dần Tôi cũng quen được tính anh Nên cũng chẳng đôi co dài nữa Mà nói sang chuyện khác Hôm nay bên công an gọi điện cho tôi Nói đã bắt tạm ra mấy người kia rồi Tôi biết rồi Sao anh biết cô quên tôi là người giúp cô báo sự việc sao hơn nữa tôi cũng có người quen ở đấy tên quản lý của cô khai không hề lắp camera quay lén vụ việc tối hôm đó mà vợ của hắn cũng nói đoạn clip đấy là có một số lạ gửi đến nhưng khi gọi lại thì không được xem ra còn có người nữa trong vụ việc của cô đấy tôi nghe vậy nhìn anh kinh ngạc chuyện của tôi mà anh còn rõ hơn cả tôi mấy ngày cô ở viện sợ bên công an gọi điện nhiều thành phiền nên tôi bảo anh Trung có gì thì cứ nói qua tôi là được. Khánh đã nói vậy, tôi cũng đâu biết nói gì thêm. dáng vẻ của Khánh mấy ngày qua, chồng chẳng khác gì là anh trai tôi vậy. Khánh đưa tôi về nhà mới, rồi bảo công ty có việc nên cũng rời đi luôn. Tôi vào trong thấy mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng, đồ đạc của tôi cũng được chuyển đến đầy đủ. Sau khi dọn dẹp qua, thấy cần phải mua một vài thứ nên tôi dắt xe ra ngoài, khóa cửa lại định đi chợ nhưng mà oan sao ngõ hẹp Vừa ra đến ngoài Lại gặp ngay Phương Cô bổ của Dũng Sao tôi có cảm giác như cuộc đời tôi Ngó trước nhìn sau Sòng trái hay phải Kiểu gì cũng đụng mặt mấy người này Ôi mấy hôm nay thấy có người chuyển đồ đến Tôi còn tưởng hàng xóm mới là ai Không ngờ lại là cô Hàng xóm Ở đâu không ngờ lại ở đúng nhà hàng xóm của cô ta Tôi có chết cũng không lường trước được Tôi cố lở cô ta đi ngồi lên xe định đổ máy để chạy đi nhưng phương lại lên tiếng anh dũng đã biết chuyện của cô chưa câu hỏi ấy khiến tôi cũng phải nán lại mặc dù không rõ ý của cô ta là gì nhưng tôi cũng đáp trả đừng lấy anh ta ra để nói chuyện với tôi cái tên đấy tôi vốn đã không quen biết rồi sao lại thế được vợ chồng không còn tình thì cũng còn nghĩa đâu phải nói không quen là không quen liền dù sao cô và anh ấy cũng chưa ra tòa nếu dũng biết vợ mình bị người đàn ông khác liếm láp khắp cơ thể, không biết anh ấy nghĩ sao? Cô ta làm sao biết được? Tôi thật sự phải kinh ngạc nhìn cô ta mà hỏi. Cô, rốt cuộc cô muốn gì ở tôi? Phương bày ra vẻ mặt kiểu như chẳng biết gì mà nói. Quỳnh, cô hỏi vậy là sao? Muốn gì là muốn gì? Từ sau khi biết chuyện của cô và Dũng, tôi cũng chưa hề gây khó dễ gì cho cô. Căn bản tôi cũng mặc kệ hai người, muốn làm gì thì làm. Nhưng hình như một kẻ đi ăn lại đồ thừa của tôi Lại không thích ăn phận thì phải Cô ta nghe tôi nói vậy Gương mặt tức giận rõ rệt Cô mặc kệ hay là cô không thể làm gì khác được Có người vợ nào mà không đau lòng Khi chồng mình cùng con đàn bà khác Trông chăn gối đâu Cô đừng tự dối lòng bằng mấy câu đó nữa Trông ấu trĩ lắm Tôi ấu trĩ hay cô mới là kẻ ấu trĩ Cô cứ cố gắng thể hiện trước mặt tôi để làm gì Phương khoanh tay lại trước ngực Mà cười khẩy một cái phải thể hiện để cho cô thấy chứ Không những thế tôi còn muốn để cô phải thảm hại Còn tôi thì trống mắt lên Nhìn xem cách cô vật lộn để sống sót như thế nào Câu nói của Phương khiến tôi khó hiểu Tôi có cảm giác cô ta rất hận tôi thì phải Nhưng như vậy có phải là quá ngược đời hay không Bởi chính ra tôi mới là người nên hận cô ta mới phải Không lẽ cô là người đã làm mấy chuyện đó Chuyện đó là chuyện gì cơ? Là chuyện cô bị tên quản lý chỗ làm Cưỡng bức Hay chuyện sáng cô ngủ dậy Đã thấy một mớ ảnh đẹp Dán khắp phòng trọ Hay là chuyện cánh tay này Bị bỏng axit Nhưng mà chuyện gì Thì cũng không liên quan đến tôi Không liên quan Nhưng cô lại biết hết sao Sao không Tôi đã nói Tôi sẽ trống mắt lên Nhìn cô vật lộn để sống Thế nên những gì xung quanh cô Tôi tất nhiên phải hiểu rất kỹ rồi Còn nữa Cái người đàn ông tên Khánh hay giúp đỡ cô ấy anh ta cũng là kẻ đã có vợ rồi ăn lại đồ thừa của người khác cô cũng có phần đấy dũng thường xuyên đến nhà thăm bố tôi đừng để một ngày anh ấy bắt gặp cô bị vợ người ta đánh ghen chứ tôi thật sự có chút hốt hoảng khi nghe điều đấy tất nhiên bản thân tôi đối với khánh cũng chẳng vượt quá rào cản nào tôi cũng chưa bao giờ ôm hy vọng gì căn bản mọi thông tin về khánh đối với tôi đều là con số không thế nên nếu biết khánh là người đã có gia đình Tôi nhất định sẽ không kéo dài giữa quen biết đến tận bây giờ như vậy. Tôi không hiểu sao cô phải điều tra về tôi. Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn lời nhắc nhở này. Không nên cảm ơn tôi vội như vậy. Bởi vì tôi vốn dĩ đâu có lòng muốn giúp cô. Thôi nào, hàng xóm mới. Về đây rồi thì chúng ta nên sống hòa thuận chút nhỉ? Sau câu nói ấy là một cái nhếch miệng cười của Phương. Rồi cô ta cũng quay người đi vào trong căn nhà to lớn. Và tất nhiên đâu kém sang trọng tôi lúc này cũng chẳng còn tâm trí đi đâu nữa lại dắt xe quay về phòng quả thật bây giờ không biết nên làm như thế nào cái nhà này cũng là khánh thuê tôi còn chưa đưa cho anh ta tiền cọc như vậy cũng chẳng hay ho gì thêm chuyện biết khánh có gia đình tôi cũng không thể nào tiếp tục như vậy được nghĩ rồi tôi cũng lấy điện thoại ra mà bấm gọi cho anh quỳnh có chuyện gì à tôi nghe vậy cũng có phần ái ngại mà nói cũng không có chuyện gì quan trọng chỉ là anh có thể giúp tôi trả lại nhà không sao thế nhà đã có chỗ nào bất tiện à không phải nhà sạch sẽ đầy đủ tiện nghi nhưng mà mình tôi ở thấy rộng và hơi lãng phí tôi muốn tìm một phòng trọ nhỏ khép kín là được rồi khánh bỗng nhiên im lặng một lúc rồi mới lên tiếng cô ở đấy lát tôi lại rồi nói nói rồi khánh cũng tắt máy tôi cũng chỉ đành biết thở dài rồi lại đi sắp xếp lại đồ đạc bản thân cũng có chút ngại vì dù sao Người ta cũng giúp đỡ mình Bây giờ tôi nói như vậy Có khi Khánh cũng nghĩ tôi hạch sách Lắm chuyện cũng nên được khoảng 30 phút sau Khi tôi thu dọn mọi thứ gần hết Thì phía bên ngoài có tiếng mở cửa Tôi cũng vội vàng nhìn ra Khánh lúc này đi vào nhà Đưa mắt đảo qua một lượt rồi nói Cô tìm được chỗ mới luôn rồi sao Tôi nghe vậy cũng thật thà trả lời Chưa Nhưng mà đắt nữa tôi sẽ đi xem một lượt Phòng trọ ở đây cũng không hiếm lắm Khánh bỗng nhiên có chút nặng giọng hơn. Chưa tìm được phòng, sao phải dọn đồ sớm như vậy? Tôi cũng không định ở đây, nên dọn đồ dần. Tìm được là chỉ việc đem đi thôi. Thế nếu hôm nay chưa tìm được chỗ nào ưng ý thì sao? Tính tôi cũng dễ, có phòng chống sạch sẽ một chút là được. Không yêu cầu gì nhiều, nên chắc tìm nhanh thôi. Nếu vậy thì cô ở đây cũng đâu có việc gì. Khánh liên tục chất vấn tôi với một giọng hình như có hơi giận thì phải. Vòng vo mãi cũng chẳng đi đến được đâu, nên tôi cũng nói thẳng. Khánh này, tôi thật sự là rất cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi những ngày qua. Đúng thật là tôi không biết lấy gì trả cho anh cả, thế nên tôi cũng không dám nhận thêm sự giúp đỡ nào khác nữa. Thêm cả anh làm như vậy, rồi lỡ may vợ anh lại có hiểu lầm, như vậy cũng không tốt. Khánh nghe tôi nói vậy, đôi lông mày khẽ nheo lại rồi nói, "Cô biết tôi đã có vợ sao?" Tôi cười nhạt nhìn anh mà gật đầu tôi chỉ lo vợ anh hiểu lầm còn thật ra giữa tôi và anh cũng không có gì khuất tất cả cô ta tìm đến cô à câu hỏi không liên quan làm tôi ngây người ai cái người mà cô bảo là vợ tôi đấy à không chuyện này tôi tự biết thôi thế nên tôi cũng muốn dọn khỏi đây sớm để tránh sau này có chuyện không hay xảy ra tự cô biết vậy cô không biết tôi và vợ đã ly hôn rồi sao tôi nghe vậy cũng hơi dững lại một chút nhưng sau đó cũng trả lời à cho dù là như vậy thì anh cứ giúp đỡ tôi như thế này cũng không được hay cho lắm tôi thấy đâu có gì là không hay tiền cô mượn sau đi làm thì trả dần cho tôi đó là chuyện tất nhiên rồi nhưng là do tôi cảm thấy nhận sự giúp đỡ của anh nhiều quá nên ngại nếu cô để ý vấn đề tôi đã có vợ thì yên tâm đi tôi và cô ta không còn bất cứ liên quan nào hết tôi giúp đỡ cô là trên phương diện một người bạn nên cũng không có gì phải ngại cả cô cứ ở đây đi nhà tôi cũng đã nói thuê lại rồi ít ra thì cũng phải ở lại một hai tháng rồi cô muốn chuyển đi đâu thì chuyển dù sao giữa tôi với chỗ chị ấy cũng thân quen nói thuê rồi lại trả lại như vậy cũng không hay nhưng mà được rồi cứ thống nhất vậy đi dù sao chuyện của cô trên công an cũng chưa giải quyết xong để xong xuôi vụ đấy rồi tính tiếp tôi nghe vậy cũng đành miễn cưỡng mà xuôi vậy tôi ở tạm đây khi nào tìm được phòng tôi sẽ bảo anh Khánh gật đầu một cái rồi nói Trong thời gian này Cô đến công ty tôi thử việc đi Tôi tròn mắt nhìn anh Tôi còn chưa làm hồ sơ Cô cứ đến thử việc Hồ sơ làm rồi nộp sau cũng được Chỗ tôi cũng đang tuyển người Mà cô cũng đang cần việc làm Không phải sao Khánh nói đâu có sai Tôi quả thực đang rất cần việc Thế nên nghe vậy cũng không nưỡng lộ gì Mà gật đầu một cái Tôi còn chẳng biết công ty của anh là làm gì Nhưng Khánh bảo đến thử việc Thôi thì cứ đến thử. Làm được thì làm, không thì tôi đi kiếm việc khác. Cảm ơn anh. Không cần cảm ơn, cô vào cũng giống như mọi nhân viên. Tốt thì thưởng, không tốt thì phải phạt. Tôi không phải vì quen biết mà nhận bộ đâu. Tôi nghe vậy, lại bật cười. Tôi cũng mong là thế. Vậy được rồi, cô sắp xếp lại đồ đạc đi. Tôi cũng có việc ở công ty, cần phải quay về. Tối tôi qua đón cô đi ăn. Nghe Khánh nói vậy, tôi lại đưa tay lên xua. Không cần đâu, ở đây có đầy đủ tiện nghi, tôi tự nấu ăn được mà. Này, cô còn nợ tôi một bữa ăn tối mà, quên rồi sao? Khánh nói vậy, làm tôi mới nhớ lại chuyện hôm trước, có hứa sẽ mời Khánh ăn một bữa. Nhưng hôm đấy đi rồi, gặp người không nên gặp nên thôi. Tôi có chút ánh ngại nhìn anh, nhưng rồi cũng đành phải gật đầu. Khánh chỉ đợi mỗi thế, lại khẽ cười. Vậy đi, tối 6 giờ tôi qua đón. Nói rồi, anh cũng quay người đi ra ngoài, còn tôi lại chán nản nhìn đống đồ đạc vừa mới thu dọn lại xong. Giờ thì lại phải lôi ra rồi sắp xếp. Loay hoay dọn dẹp tắm sửa vừa xong thì Khánh cũng đến. Tính tôi cũng chẳng cầu kỳ hay dầm già nên chỉ cần ăn mặc gọn gàng một chút rồi đi ra ngoài khóa cửa. Khánh lúc này tiến lại chỗ tôi hỏi Cô muốn ăn ở đâu? Lại tùy anh vậy, khoản này tôi chịu Vậy đi thôi Tôi và Khánh đi lại xe Còn chưa kịp mở cửa ngồi vào Thì lúc này một giọng nói khác vang lên khánh theo phản xạ chúng tôi để quay người lại là một cô gái khá xinh xắn ăn mặc toàn đồ hiệu đi lại phía chúng tôi vốn dĩ có nghĩ là một người bạn của anh nên tôi cũng lịch sự gật đầu chào một cái mà khánh lúc này cũng lên tiếng có chuyện gì quan trọng thì nói không thì tôi không có thời gian đâu cô gái kia nghe vậy lại cười một cái rồi nói sao phải vội thế vợ chồng tuy hết tình thì còn nghĩa anh cơ sở như vậy không phải là ăn xong phổi quân đứng dậy sao không thể nào trùng hợp như vậy chứ. Sáng nay vừa nhắc đến thì chiều lại đụng mặt. Tôi đứng ở đây, bỗng nhiên có chút lúng túng. Tôi nhớ khi ly hôn, tòa đã giải quyết tài sản thỏa đáng cho cô rồi mà. Sao anh phải nhắc đến chuyện tiền bạc ở đây nhỉ? Chẳng qua gặp lại, em chỉ muốn hỏi han anh vài câu, không được sao? Cô thấy đấy, tôi vẫn khỏe. Cô ấy nhìn Khánh một lượt, rồi lại chuyển sang tôi. Sau đó cười một cái khó hiểu mà nói. Xa em, cô của anh lại thay đổi sao trông tệ hơn đấy tôi hiểu ý cô ta nói là gì nhưng vào hoàn cảnh này tôi không tiện lên tiếng đáp trả chỉ quay sang nói với khánh anh nói chuyện với cô ấy đi để hôm khác tôi mời vậy nói rồi tôi định quay người để chờ vào nhà nhưng khánh lại lên tiếng giờ chúng ta đi luôn dứt lời khánh quay sang mở cánh cửa xe để tôi ngồi vào nhưng trong tình thế này thì thật sự tôi thấy khó xử đang định lên tiếng nói thì lúc này một giọng nói khác vang lên chị trang chị đến rồi sao không vào nhà tôi quay người lại nhìn là phương cô ta từ trong nhà đi ra tiến lại phía chúng tôi cái vẻ mặt không hiểu mà nói ơ ờ, chị quen cả quỳnh à chàng nghe vậy hỏi lại quỳnh nào đấy em tưởng chị quen thế không đứng đây làm gì chị sao quen được cô ta đang đứng đây nói chuyện với khánh chồng cũ của chị Vừa nghe vậy, Phương liền ra cái vẻ ngạc nhiên mà nói. Đây là chồng cũ của chị á. Em thấy anh ấy đi với Quỳnh suốt mà không ngờ đấy. Thế em quên cô ta. Là vợ của một nhân viên công ty ba em. Tôi nghe vậy lại cảm thấy nực cười. Đang định lên tiếng thì cánh bỗng cắt ngang. Quỳnh, để họ nói chuyện, chúng ta đi thôi. Lời vừa dứt, Phương lại lên tiếng. Vội gì, Dũng đang đến đây ăn cơm. Cô không ở lại để gặp chồng sao? Nói rồi Phương lại hướng mắt về phía khác mà cười. Đến rồi cái kia. Tôi nhìn theo hướng của cô ta. Không sai, là xe của Dũng. Chớ treo thật, rốt cuộc tôi đã rơi vào cái tình huống gì đây? Dũng xuống xe rồi tiến lại về phía chúng tôi. Phương đã nhanh chóng lên tiếng. Anh Dũng, xem gặp ai này, có nên mời họ vào góc vui không? Anh ta lúc này đưa mắt nhìn đến tôi, sau đó lại nhìn sang Khánh, sắc mặt tiền thay đổi. Hơ, xem ra lúc trước là tôi nhìn nhầm cô rồi. Bây giờ mặt cô còn dày hơn cả lớp bê tông dưới chân tôi nữa. Bây giờ cô cũng bất chấp luôn cả danh dự và mặt mũi của bố mẹ, dòng họ cô để cặp kè với tên này. Trong khi trên danh nghĩa vẫn là vợ của tôi. Đúng là đồ đĩ thoã. Vừa nghe vậy, Khánh đã lên tiếng. Anh ăn nói cho cẩn thận. Tôi có thể kiện anh, tội lăng mạ người khác đấy. Kiện, mày kiện tao. Trong khi mày đang gian xíu với vợ tao, Mày muốn lôi pháp luật ra để nói chuyện với tao Vậy mày có biết mày đang vi phạm luật hôn nhân không? Khánh khẽ cười khẩy một cái Sau đó định nói gì đó Nhưng tôi liền cắt ngang Anh cũng biết luật hôn nhân sao? Vậy được, nếu muốn kiện thì kiện đi Để tôi xem Ai mới là người phải nhận mức phạt này? Dỗ nhìn tôi, ánh mắt giận dữ mà cắt Cô không phải mạnh miệng Anh cũng nên nói được làm được đi Đừng để đến khi tôi cầm được tờ giấy quyết định ly hôn Lúc đấy muốn kiện cũng không được đâu Anh ta nghe vậy Nhìn chầm chầm vào tôi Sau đó một lúc lại cười khẩy Muốn nhanh nhanh để được yên tâm ở bên nó sao Vậy thì tôi lại càng cứ không để cô tội nguyện đấy Anh không muốn thì sao Luật bây giờ không nhất thiết Phải cần anh đồng ý Nói rồi tôi cũng nhìn sang cô bồ của anh ta Nói lên tiếng Bữa tiệc này xem ra chúng tôi không góp vui cho cô được rồi Tôi nghĩ cô cũng nên dành thời gian khuyên bảo anh ấy mau mau làm thủ tục chấm dứt với tôi đi tôi thấy có vẻ như dũng không chịu mất tôi thì phải nếu vậy cô suốt đời vẫn chỉ mãi là một kẻ thứ ba thôi sau câu nói ấy sắc mặt tức giận đến không nói được gì của phương khiến tôi thỏa mãn tôi quay sang nói với khánh đi tôi mời anh ăn cơm nói rồi tôi cũng đi vòng sang bên mở cửa ngồi vào xe mà dũng lúc này cũng nói với theo mày thực ra chỉ ăn lại của tao thôi cô ta cũng bị tao chơi nát rồi dùng lại không thấy bẩn sao khánh chỉ khựng lại một chút sau đấy không nói gì mà mở cửa ngồi vào rồi lái đi thẳng lúc này ở trong không gian nhỏ hẹp chỉ có hai người khánh mới lên tiếng cô muốn ăn gì tôi lúc này cũng chẳng còn tâm trạng để nghĩ đến việc ăn uống chẳng qua khi nãy nói vậy là muốn nhanh không phải nhìn thấy mặt bọn họ khẽ thở dài một cái rồi nói khánh sau này chuyện của tôi anh đừng can thiệp vào được không Thêm nữa, căn nhà mới thuê, hy vọng anh giúp tôi trả lại. Chắc kỳ này anh cũng biết rồi, nhà của Phương ngay sát bên cạnh nhà tôi thuê. Tôi không muốn ngày nào mở mắt ra, cũng phải đụng mặt bọn họ. Rất phiền phức. Tôi thật sự không biết nhà cô ta ở đấy. Nếu biết, tôi chắc chắn không để cô đến đó ở. Tôi hiểu tại sao cô lại muốn chuyển chỗ. Xin lỗi là do tôi bất cẩn. Tôi nghe vậy mới quay sang nhìn Khánh. Anh không phải xin lỗi tôi, anh đã giúp đỡ tôi quá nhiều rồi, là tôi mới cần phải xin lỗi để anh bị liên lụy đến chuyện gia đình tôi. Không sao, cũng đâu phải là lỗi của cô. Lúc này không hiểu sao tôi lại có tính tò mò mà hỏi Khánh. Vợ anh tại sao lại... Khánh có vẻ không để tâm lắm đến người được coi là vợ cũ của mình. Anh vừa lái xe, vừa hơi hợt trả lời. Tráng sao? Nói là vợ tôi, nhưng thực chất chỉ là trên mặt danh nghĩa thôi. Cô ta kết hôn với tôi mục đích là vì tài sản. Thế nên sau khi cưới được vài tháng cô ta đã đòi ly hôn vì đủ lý do nghiễm nhiên sẽ đòi phân chia tài sản hai người không hề yêu nhau sao vậy tại sao lại có thể cưới được khánh khẽ cười nhạt rồi trả lời chẳng phải tôi đã nói rồi sao cô ta vì tiền nên diễn một vợ tình cảm tôi còn tôi thì lúc đó ngu nên mới đi tin tưởng cô ta nói vậy là anh vẫn còn tình cảm với vợ mình làm gì có ai đã ngu rồi lại lặp lại cái ngu đấy một lần nữa. Cũng đã ly dị gần một năm nay rồi, cô ta chắc cũng có người khác rồi, tôi quan tâm làm gì. Vậy chuyện đó, bố mẹ anh không nói gì sao? Khánh khẽ lắc đầu, bố mẹ tôi từ trước đến nay đều tôn trọng quyết định của tôi. Ông bà cho rằng tôi làm gì cũng đều có lý do và đã suy nghĩ kỹ. Thế nên sau khi chuyện xảy ra, bố mẹ tôi vẫn chưa hề trách móc một câu nào, dù là tôi hay là cô ta. Bố tôi nói, chàng mới là người đáng thương, bởi vì sau này sẽ có một lúc cô ta nhận ra những thứ mà cô ta đã đánh đổi bằng tiền nó sẽ không bao giờ có lại được và còn đáng xá hơn nhiều tôi nghe vậy lại khẽ cười khánh thấy thế liền hỏi cô cười gì không có gì cả chỉ là tôi thấy anh có một người bố rất tâm lý theo tôi thấy ông bố nào cũng tâm lý chỉ là do người con không chịu lại gần để thấu hiểu thôi bố tôi lại không như vậy nói rồi tôi khẽ thở dài nhìn về phía bên cửa kính khánh thấy vậy lại hỏi ông vẫn đang còn trách cô chuyện đó sao dòng họ tôi nhiều đời nay luôn sống và làm theo cái gia quy cổ hủ họ quan niệm rằng con gái lấy chồng thì có chết cũng phải là ma nhà chồng nếu như bị chồng bỏ chồng đuổi về thì phải cạo đầu bôi vôi và không được tái giá sống vậy cả đời với sự lăng mạ và dòng ngó của bà con trong làng thời nào rồi mà còn tồn tại cái tục lệ lạc hậu như vậy tôi khẽ cửa nhạt Thế mà mấy đời nhà tôi vẫn sống dưới cái xa quy đó suốt bao nhiêu năm nay đấy. Vậy cô cũng định làm theo cái xa quy vớ vẩn đấy sao? Tôi còn ngồi được với anh ở đây cũng là nhờ mẹ tôi giúp tôi bỏ trốn đấy. Bà muốn tôi thoát khỏi cái xa quy khắc nghiệt đó. Muốn tôi tìm cách đưa hai đứa em của mình cùng đi. Nhưng đến giờ thân tôi còn lo chưa xong. Tôi thật sự không biết phải nên làm như thế nào nữa. Khánh bất chợt đỗ xe vào bên đường. Sau đấy nhìn sang tôi. Nếu như cô muốn đón họ tôi có thể giúp cảm ơn anh đã giúp tôi quá nhiều rồi tôi không muốn nhận thêm sự giúp đỡ nào từ anh nữa anh im lặng nhìn tôi một hồi rất lâu sau đấy lại lái xe chạy tiếp anh nhìn hướng thẳng về phía trước nhưng tâm tư lại ở nơi khác lúc trước tôi có từng nói với cô tôi đã biết cô từ rất lâu rồi cô có muốn biết là khi nào không tôi nghe vậy cũng có chút kinh ngạc thật sao tôi cứ nghĩ chỉ là anh nói chơi thôi trường đại học xe Lúc đó anh ta cầu hôn cô trước cổng trường Ấn tượng của tôi khi ấy về cô Đó là nụ cười Và giọt nước mắt cùng nhau được thể hiện ra Nét mặt hạnh phúc Khiến người nhìn cũng cảm thấy dễ chịu Tôi lúc này chợt ngay người mà nhớ lại Ngày hôm đấy là buổi tốt nghiệp Khi tôi cầm được tấm bằng đại học Bước ra khỏi cổng trường Đã bất ngờ thấy Dũng ở đấy Trong một hình trái tim Được dài đầy những cánh hoa đỏ Anh ta ở trước mặt tôi Chỉnh chu trong bộ vest tây trên tay cầm một hộp nhung đỏ nở với tôi một nụ cười chân tình rồi nói quênh đồng ý lấy anh đi không quá cầu kỳ cho lần cầu hôn cũng không nói lời hoa mỹ anh từ từ quỳ gối xuống rồi mở hộp nhung đưa ra trước mặt tôi mọi người xung quanh hò hét tôi cảm nhận được lúc đấy tất cả những hảo quang được chiếu về phía mình hạnh phúc đến mức òa khóc cô không sao chứ giọng nói của khánh kéo tôi về với thực tại bàn tay vội đưa lên thấm nhẹ giọt nước nơi khóe mắt sau đấy cười gượng mà nói không sao cô vẫn còn yêu anh ta nếu tôi nói là hết rồi thì đó là sự dối lòng nhưng nếu tôi nói còn thì đó lại là sự nhục nhã của bản thân đối với tôi bây giờ anh ta chỉ là nỗi đau còn tôi chỉ có thể giận hơn và oán trách tôi đã từng nghĩ sẽ cùng với người đàn ông này sống hết một kiếp người nhưng đúng là hôn nhân giống như những người trong cuộc đã nói đó là tấm mồ của tình yêu từ ra cũng không tiêu cực như vậy Chẳng qua chưa gặp đúng người thôi Tôi khẽ cười một cái rồi nói Chúng ta có tất cả bao nhiêu lần gặp cỡ Biết lần nào mới là lần gặp đúng người Có những người mà cô nghĩ Lời chưa kịp nói hết Thì chuông điện thoại của Khánh vang lên Anh đưa tay cầm lấy Rồi áp lên tai nghe Chị Nga à Đã dọn qua rồi Nhưng có lẽ chắc chị cho em gửi lại Không phải Nhà thì không có vấn đề gì Nhưng có một số cái bất tiện không tiện nói ra được rồi em sẽ nói với cô ấy rất lời anh cũng tắt máy tôi liền hỏi sao thế chị ấy có cho trả lại không chị bảo cô cứ ở đấy đi tối chị ấy qua có gì không tiện thì cứ nói chị giải quyết chuyện này thì chị giải quyết sao được được rồi dù sao cũng phải ở tạm hôm nay có gì tôi nói chuyện rồi tính tôi nghe vậy cũng chỉ biết thở dài sau đấy nhìn về phía trước lúc này mới chợt nhận ra Khánh nãy giờ vẫn cứ lái xe mãi Mà chưa tới điểm đến Buồn miệng hỏi Anh định đi ăn ở đâu đấy Khánh nghe vậy mình thản trả lời Nhà tôi À Vừa mới chỉ à một tiếng Tôi liền sừng sốt nhận ra Phản xạ đứng mặt dậy Không cẩn thận đập đầu vào mũi xe À Cô không sao chứ Tôi lúc này khẽ nhăn mặt Đưa tay lên xoa đầu Rồi lại ngồi xuống Anh điên sao Sao anh lại đưa tôi đến nhà anh ăn cơm Có gì không được sao không được, làm sao tôi có thể đến nhà anh ăn cơm được? Cô căng thẳng gì thế? Chỉ là đến với tư cách bạn bè thôi. Có gì mà không được. Nhưng mà... Tôi vừa nói đến đó, thì xe cũng liền rẽ vào một cổng lớn của ngôi biệt thự thiết kế theo phương Tây. Lúc này tôi mới biết, có từ chối cũng không kịp nữa rồi. Xe dừng lại ở trong sân, Khánh bước xuống rồi đi sang mở cửa cho tôi. Tôi thấy vậy nhìn anh. Nhưng dù sao lần đầu đến nhà anh, tôi cũng không thể đi tay không được khánh nghe vậy khẽ cười bố mẹ tôi không quan trọng tiểu tiết cô không cần phải lo lắng đã đến nước này không còn cách nào khác tôi phải bất đắc dĩ bước ra rồi cùng anh đi vào nhà chúng tôi đi thẳng xuống bếp khánh lên tiếng mẹ hôm nay bạn con đến dùng cơm với nhà mình bà đang lúi húi ở dưới bếp nghe vậy quay đầu nhìn lên tôi liền cúi chào cháu chào bác người phụ nữ này gương mặt hiền từ nhìn tôi cười gật đầu bà bạn lên nhà ngồi uống nước đi mẹ nấu lúc nữa là xong rồi hôm nay nhà chúng ta cũng có khách tôi nghe vậy cũng ý tứ đi lại phía bà bác còn gì để cháu làm đỡ cho ạ à? thôi để bác làm lên nhà ngồi chơi lúc đã rồi ta ăn dạ bác cứ để cháu làm đã đến nhờ nhà bác ăn bữa cơm mà lại ngồi không cháu không quen có lẽ thấy tôi cũng nhiệt tình nên bà cũng không gàn nữa được cái ở nhà chồng việc gì cũng đến tay tôi nên chuyện bày một bữa cơm thịnh soạn cũng không có gì là khó thêm cả mẹ của dũng khó tính nên tôi làm gì cũng cẩn thận và khéo léo khánh lúc này đi lại hỏi mẹ khách nào thế lên phòng bố đi đang ở trên đó nói chuyện với bố đấy nghe vậy anh lại nhìn sang tôi quỳnh hay lên nhà ngồi uống nước đi không sao anh có việc thì cứ đi đi vậy cô ở đây nhé tôi lên phòng một chút tôi sẽ gật đầu một cái khánh cũng quay người rời đi Lúc này mẹ anh mới lên tiếng hỏi. Lâu lắm rồi không thấy thằng Khánh nó dẫn bạn gái về nhà ăn cơm. Cháu bạn như thế nào với Khánh thế? Tôi nghe vậy cười gượng một cái rồi trả lời. Dạ, bạn bình thường thôi bác, nhưng anh Khánh giúp đỡ cháu rất nhiều. Vốn hôm nay định mời anh ấy ăn một bữa cơm, không ngờ lại để anh ấy mời lại. Chắc là do bác gọi nó về mà quan trọng gì đâu, ai mời mà chẳng được. Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cháu năm nay mới 23 ạ. À? thế kém khánh nhà bác 7 tuổi cháu đang đi làm gì dạ cháu chưa cháu cũng vừa mới tốt nghiệp đại học xong hiện giờ cháu đang đi tìm việc ạ à? bà vẫn cứ luôn nói chuyện hỏi han tôi đủ điều nhưng lại tạo cho tôi cảm giác gần gũi chứ không phải chất vấn loay hoay một lúc chúng tôi cũng bày biện sau một mâm cơm thịnh soạn bà có vẻ hài lòng nhìn bàn ăn mà nói quỳnh cũng khéo tay vết nhỉ cháu cũng chỉ bày vẽ tí cho đẹp mắt thôi ạ à? lại xếp bắt đũa giúp bác nhé dạ nói rồi, rồi tôi cũng đi lại tủ bát xếp đồ lúc này một giọng nói từ phía sau vang lên bác lan bác nấu nhiều món ngon thế này cùng lúc đấy tôi cũng quay người lại hai người đối diện nhau lộ rõ sự kinh ngạc việc gặp lâm ở đây thật sự không lường trước được vô thức làm tuột chiếc bát trên tay xuống đất xoảng một tiếng vỡ tan tành âm thanh ấy khiến tôi sừng sốt vội vàng ngồi xuống thu nhặt mảnh vỡ rồi nói. Cháu xin lỗi. Bà thấy vậy cũng vội đi lại. Cẩn thận không đứt tay, để đấy bác lấy chổi quét. Lời bà vừa nói xong thì tôi cũng bắt cẩn để mảnh sành cứa vào tay chảy máu. Vốn định đưa lên miệng thì bắt chợt bàn tay bị giữ lại. Khánh xuất hiện lúc nào kéo tôi đứng lên. Cô đứt tay rồi đấy, đi lên nhà lấy băng dán lại đi. Hơi bất ngờ về hành động của anh Tôi có phần lúng túng. "Khoan đã, để tôi dọn chỗ này." Mẹ Khánh nghe vậy cũng nói, "Được rồi, để bác dọn cho, Khánh lên lấy băng dán lại cho Quỳnh đi." Sau câu nói ấy thì tôi cũng bị Khánh kéo đi thẳng lên nhà. Khi đấy vẫn còn nhìn thấy được ánh mắt dõi theo của Lâm. Khánh đi lại phía tủ, cầm ra một hộp cứu thương nhỏ. Sau đấy, lấy chiếc băng gạc ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi thấy vậy vội vàng nói, "Để tôi tôi tự làm được. Khánh không để tai lời tôi nói, cường quyết giữ tay tôi lại, rồi dán lên vết thương. Lúc này anh lại bất chợt nói. Tôi không biết Lâm lại ở đây, nếu cô thấy bất tiện, chúng ta có thể ra ngoài ăn. Tôi nghe vậy chỉ nói nhỏ. Không sao, mẹ anh đã bắt công bày biện rồi, như vậy không phải là phụ lòng mẹ anh sao? Tôi lo cô cảm thấy không thoải mái mà không ăn được gì thôi. Tôi kẽ cười một cái, sau đấy mới trả lời anh. Có gì đâu mà không ăn được Dù sao giữa tôi và Lâm Cũng chẳng có gì để cả hai phải bận tâm nhau cả Không có gì sao Lâm trước đó có từng kể với tôi Về một cô gái mà cậu ta thích Cậu ta nói cô gái ấy có đôi mắt rất sáng Và một nụ cười rất đẹp Ấn tượng đầu tiên của Lâm về cô gái đó Chính là hai điều này Cậu ta chưa bao giờ quên được Tôi từng chiêu cậu ta Một người vốn đảo hoa như Lâm thế Mà cũng có ngày phải tương tư một cô gái lâm trả lời tôi nếu một ngày tôi gặp được cô gái ấy chắc chắn cũng phải ngây người lúc đó tôi chỉ cười tôi còn nói đùa cậu ta là gái đẹp nào tôi chẳng nhìn qua rồi có gì đâu mà phải nói quá lên vậy chỉ là không ngờ được người lâm nói lại là cô tôi mới hiểu được tại sao cậu ta lại si tình như vậy lâm không hề nói quá về cô tôi nghe vậy lại cũng dùng giọng trêu đùa để trả lời chẳng phải anh nói cái đẹp nào cũng đã từng nhìn qua rồi sao Vậy tôi có là gì đâu Khánh vẫn chăm chú băng vết thương cho tôi rồi nói Nhưng ngộ cô Có cái khác bọn họ Khác? Khác gì? Khánh lúc này ngẩng mặt lên nhìn tôi Tôi cũng không rõ là khác điểm nào Chỉ là cảm giác của tôi đối với cô Không giống bọn họ Hai gương mặt ở cự ly gần Chỉ cách nhau chừng một gang tay Tôi bất giác mới để ý kỹ Đến gương mặt của Khánh lông mày rậm nam tính sống mũi cao tròn mắt màu nâu sẫm có thể mơ hồ nhìn thấy được gương mặt tôi ở trong đấy phải tôi lúc này thừa nhận khánh rất hút cái nhìn vẻ đẹp khiến bất cứ cô gái nào gặp cũng muốn gây sự chú ý cảm giác mặt đối mặt quá lâu tôi mới giật tỉnh mà rút tay lại rồi đứng dậy cảm ơn anh đi xuống thôi không mọi người đang đợi nói rồi tôi cũng đi thẳng xuống bếp mọi người đã ngồi vào bàn sẵn tôi vội vàng tiến lại gần Cháu xin lỗi, đã để mọi người phải đợi à? Mẹ Khánh nghe vậy liền cười nói. Không sao, mới ngồi vào thôi, nhanh nhanh lại đây đi cháu. Dạ. Tôi đi lại một chiếc ghế còn trống, vốn định kéo sang ngồi xuống, nhưng mới phát hiện bên cạnh là lâm, vốn định đổi sang bên. Nhưng lúc này Khánh đi tới, liền ngồi vào chiếc ghế đấy. Tình thế như bị ép buộc, miễn cưỡng tôi lại phải ngồi giữa hai người họ. Không khí bỗng chốc rơi vào một sự gượng gạo. Mẹ Khánh lúc này vội vàng gắp thức ăn bỏ vào bát cho tôi. "Sao thế, ăn đi chứ? Lâu lắm rồi nhà mới đông người như vậy. Khánh, không giới thiệu đây là ai cho mọi người biết sao?" Vừa nghe vậy, Khánh cũng định lên tiếng, nhưng Lâm bắt chợt chen vào. "Có lẽ không cần phải giới thiệu đâu, Quỳnh chắc cũng không lạ gì cháu." "Tê mấy đứa biết nhau cả à?" Tôi lúc này mới trả lời dạ anh lâm lúc trước có từng thuê nhà của chú cháu ở một thời gian chúng cháu có thể xem là hàng xóm ạ à? lâm nghe vậy khẽ cười hàng xóm ra là vậy thế giữa em và khánh là quan hệ gì tôi định trả lời thì khánh đã lên tiếng tạm thời là bạn sau này thì chưa biết tôi có hiểu nhìn sang anh lâm lúc này cũng đáp trả lại nói như vậy thì mối quan hệ sẽ không dừng lại ở mức tình bạn rồi sao cậu định làm hàng xóm hay là một anh trai mưa? Bầu không khí rơi vào căng thẳng, tôi ngồi giữa hai bọn họ cũng không dám thở mạnh. Lúc này cả bố mẹ của Khánh cũng nhìn chúng tôi bằng một ánh mắt kỳ quặc, rồi bất chợt ông lên tiếng. Nào, hai đứa mấy khi mới gặp nhau, ăn một bữa cơm vui vẻ thôi, sao phải căng thẳng như vậy? Tôi bây giờ cũng cảm thấy khó xử, lại đứng dậy đói. Cháu xin lỗi, có lẽ cháu đến hôm nay không đúng ngày. Cháu còn có việc nên xin về trước. Khi khác cháu lại đến ạ? À? Nói rồi tôi định quay người đi Nhưng lúc này cả hai bên tay Đều bị một lực giữ lại Sau đó cùng lúc vang lên Em ngồi xuống Cái tình huống gì thế này? Hai người bọn họ Suốt cuộc đang coi tôi là gì? Mẹ Khánh thấy vậy cũng vội vàng lên tiếng Nào, nào Quỳnh cứ ở lại ăn đi cháu Kệ hai đứa chúng nó Ngồi xuống đi Hai thằng kia Nhìn vào bát mà ăn này Chúng mày làm gì mà như muốn nuốt sống con nhà người ta thế? Không ăn thì đi ra ngoài, để đây chúng ta còn ăn. Nghe vậy, hai người bọn họ mới buông tay tôi ra. Lúc này dù có chút không thoải mái, nhưng tôi vẫn phải miễn cưỡng ngồi xuống. Bù Khánh lúc này mới hỏi. Mấy đứa quen biết nhau cả, sao bây giờ bác mới gặp cháu nhỉ? Tôi nhìn ông mà trả lời. Cháu quen anh Lâm cách đây cũng mấy năm rồi, còn Khánh là chỉ mới quen gần đây thôi thưa bác tê cháu đang học hay làm gì rồi cháu mới học xong đại học được vài tháng vẫn đang đi tìm việc ạ à? cháu học gì ra thế đại học kinh tế ngành kiểm toán ạ à? vừa nghe vậy ông liền nhìn sang khánh khánh con xem ở công ty có vị trí nào phù hợp với quỳnh không thì thử sắp xếp cho con bé nhân lực ở đây cần gì phải đi đâu tìm khánh lúc này cũng đáp lại con cũng nói cô ấy rồi mai là có thể đến công ty để làm Hai người họ nói qua, nói lại, liền xếp tôi đặt vào vị trí. Tôi có chút ái ngại nhìn họ trả lời. Thật sự cháu rất cảm kích ý tốt của bác. Nhưng chỉ lo cháu làm không tốt việc của công ty lại gây thêm phiền phức cho mọi người. Không sao, bước đầu cứ thử việc đi. Được thì làm, mà không thì thôi. Rồi sao cháu cũng đang tìm việc. Cứ thử trải nghiệm xem. Nếu không thích công việc này, cháu có thể từ chối mà. Tôi e ngại nhìn ông, rồi khẽ gật đầu một cái. Cháu cảm ơn ạ. À. Mẹ Khánh lúc này mới lên tiếng. Thôi được rồi, ăn cơm đi nào, nguội hết cả ra rồi. Công việc để nói sau đi. Sau câu nói ấy, tiếng bắt đũa va vào nhau vang lên. Không khí cũng dịu hơn bàn nãy. Lâm đợt này về, bao giờ lại đi hả cháu? Bố Khánh vừa ăn, vừa hướng đến Lâm hỏi. Anh nghe vậy cũng trả lời. Chắc không đi nữa ạ. À? Thế là tính ở đây hẳn luôn sao? ngày trước bác bảo ở đây làm với thằng khánh thì không chịu cứ nhất quyết đòi vào trong đó sao giờ lại muốn ở đây lúc đó tâm của cháu ở đấy nhưng giờ thì khác rồi câu nói nửa vời của lâm cũng khiến mọi người gượng gạo mẹ khánh lúc này vội lên tiếng để lảng sang chuyện khác thế quỳnh nhà cháu ở đâu nhà cháu tận miền trong thưa bác tận miền trong mà ra ngoài này làm luôn hả tôi nghe vậy có chút ái ngại cười gượng trả lời Chào lấy chồng ngoài này ạ à? Câu trả lời của tôi Có lẽ khiến ông bà bất ngờ Ngỡ ngàng vài giây Sau đó qua loa hỏi thêm vài câu nữa Rồi cũng thôi Sau khi bữa cơm kết thúc Tôi ở dưới bếp dọn dẹp cùng với mẹ Khánh Xăm xuôi mới trở lên nhà Chỉ là còn chưa bước đến Đã nghe thấy giọng của bố Khánh nói Con bé có chồng rồi Mày còn dây dưa làm gì thế Khánh Vợ chồng cô ấy không được hạnh phúc Không hạnh phúc hay như thế nào thì cũng là chuyện của họ Mày chân chân vào không hay đâu Bố nói rồi đấy, chấm dứt đi Bố, con biết đến làm gì Tôi nghe vậy Lúc này mới đi lên Hướng đến bọn họ mà nói Cũng muộn rồi, cháu xin phép về trước Ông vẫn ôn nhu gật đầu một cái Ừ, lúc nào rảnh lại đến chơi nhé Khánh thấy vậy cũng đứng lên Để tôi đưa cô về Khánh, vào phòng bố có chuyện muốn nói Ông lên tiếng gần thì Lâm cũng đứng dậy cắt ngang Vậy bác nghỉ ngơi đi Giờ cháu cũng xin phép về luôn Quỳnh để cháu đưa về cho ạ à? Ừ, vậy cháu đưa Quỳnh về đi Chúng tôi quay người chờ ra Ra đến cửa cổng Tôi nhìn sang Lâm lên tiếng Em bắt taxi được rồi Anh không cần phải đưa em về đâu Nói rồi tôi cũng định đi xa phía đường Đón một chiếc xe Nhưng Lâm mất chợt giữ lại Lâu rồi không gặp, chúng ta nói chuyện một lúc đi Tôi nghe vậy có chút ái ngại, nhưng rồi sau đấy cũng đành gật đầu, đi lại phía xe của Lâm ngồi vào. Trong không gian chật hẹp ấy có thể nghe rõ được hơi thở của đối phương, tâm trạng của tôi bỗng có chút căng thẳng. Lâm không hề có ý muốn lái xe đi, anh cứ ngồi vậy, giữ vô lăng, mắt nhìn về phía trước, dáng vẻ trầm ngâm. Tôi thấy vậy mới lên tiếng. Em đang thuê trọ ở đường X. Sau câu nói đấy, Lâm vẫn im lặng một hồi rồi bất chợt lên tiếng. Em với chồng không hòa hợp sao? Tôi nghe vậy lại cười gượng một cái, rồi hơi hợt trả lời. Anh ta có người khác. Em và anh ta yêu nhau bao lâu thì tiến đến hôn nhân? Bốn năm. Tình yêu bốn năm vẫn khiến anh ta ngoại tình sao? Tôi khẽ thở dài. Cuộc sống này không có gì là mãi mãi cả. Tình yêu cũng thế, chỉ đẹp khi mới chấm nở. Vậy anh tính như thế nào? Còn như thế nào nữa Giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng Người đàn ông như vậy Em cũng không cần phải lãng phí thêm nữa Chỉ là thời gian này có chút khó khăn Nên em chưa thể làm thủ tục ly hôn được Nhưng chuyện đấy sớm muộn rồi cũng phải làm Lâm lúc này quay sang nhìn tôi Em định quen với Khánh Vừa nghe vậy Không hiểu sao tôi lại có chút chuột dạ Vội vàng thanh minh Em với Khánh đâu có gì Chẳng qua là anh ấy giúp em nhiều chuyện Em có cảm kích thôi năm đó trước khi anh đi đã gửi em một hộp quà em có mở ra xem không tôi lúc này nghĩ lại chuyện khi đó rồi kẽ cười một hộp nhạc phải không vậy là em đã mở ra rồi đến bây giờ em vẫn không hiểu anh tặng hộp nhạc đó là có ý gì em không hiểu hay em cố tình không hiểu câu chất vấn của lâm khiến tôi khó hiểu ý anh là sao anh đã nhét một bức thư ở bên dưới chẳng lẽ em không đọc Tôi nghe vậy chợt ngay người. Bức thư? Quả thực lúc đó tôi không hề thấy bức thư nào hết. Có bức thư nữa sao? Em không hề biết. Lâm nhìn tôi cũng có phần sừng sốt. Em không biết sao? Anh nhét nó vào bên trong hộp pin. Em chưa hề mở hộp pin ra lần nào. Lâm nghe vậy lại cười khổ một cái. Hóa ra là thế, là em vẫn chưa đọc lá thư đó. Tôi có hiểu nhìn anh. Trong thư anh muốn nói gì sao? lâm lại nhìn chằm chằm vào tôi một hồi rồi mới trả lời anh hy vọng em có thể đợi tôi đợi đến lúc anh sẽ trở lại sẽ hỏi cưới em chỉ là không ngờ thư em không đọc mà ngày về em cũng đã theo chồng tôi ngỡ ngàng nhìn anh năm đó dù chỉ là một chút cảm giác thôi nhưng tôi vẫn mơ hồ nhìn xa được giữa tôi và anh đều có tình cảm với nhau chỉ là e ngại không nói ra nếu lúc đó lâm rời đi anh bảo tôi đợi tôi nhất định sẽ đợi chỉ là thứ anh để lại là một hộp nhạc đầy ẩn ý tôi lại không biết sự có mặt của lá thư nằm tháng xa cách nói chuyện hời hợt một hộp nhạc không thể níu giữ trái tim tôi được lúc này tôi khẽ cười một cái rồi quay mặt đi dù sao cũng là chuyện của nhiều năm trước rồi nhắc lại cũng không ích gì cả nhưng đến bây giờ anh vẫn luôn đợi em tôi nhìn sang anh trong lòng cảm thấy nặng nề vô cùng lâm đó đã là quá khứ rồi với lại em nghĩ năm đó là thứ tình yêu tuổi trẻ thoáng đến rồi cũng vội đi không có quá nhiều ấn tượng bây giờ ai cũng đều có cuộc sống riêng rồi em không nghĩ sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhưng nếu đã gặp lại rồi thì hãy vui vẻ xem nhau là bạn nếu anh có thể xem em là bạn thì nhiều năm qua anh cũng sẽ không trở lại đó lâm em là người đã có chồng không phải là anh không biết nhưng chẳng phải em nói em và anh ta sẽ ly dị sao cho dù là vậy thì em cũng đã là gái một đôi chồng anh không quan tâm điều đấy tôi cảm thấy có chút bất lực với sự cố chấp của lâm thở hắt ra một cái rồi nói hôm nay em thật sự rất mệt mỏi nói đến đây thôi em sẽ bắt taxi về nói rồi tôi cũng mở cửa bước xuống không đợi cho lâm đuổi theo liền vội đón một chiếc taxi đang đi tới rồi ngồi vào trong mà rời đi tôi trở về căn nhà mới mà khánh đã thuê lại từ một người quen có chút đắn đo rất lâu rồi mới đi vào. Lớp ngang qua nhà Phương, tôi còn để ý một cái. Không có ai ở đấy, cảm giác trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Tôi đi vội lại mở khóa, rồi vào trong nhà. Chỉ là lúc tôi định đóng cửa lại, một cánh tay liền chặn lấy, giọng nói vang lên. Sao? Không để trầm cô vào ngắm nhà một chút sao? Tôi kinh ngạc, nhìn đến người trước mặt. Dũng có phần ngà ngà say, đứng chắn trước cửa nhà tôi anh vẫn xem bản thân anh là chồng tôi sao không phải tôi thế không lẽ là thằng đó sao giấy đăng ký kết hôn tôi vẫn còn giữ đấy cô đừng quên vậy thì may quá anh tốt nhất mau đưa cả cho tôi để tôi còn lo hoàn tất thủ tục ly hôn dũng nghe vậy cười khẩy một cái sau đó đẩy tôi sang một bên rồi bước vào nhà dáng vẻ ngông nghênh đưa mắt nhìn khắp xung quanh rồi nói thằng kia nó thuê đây cho cô ở à xem ra cô đang để nó bao nuôi tôi nghe vậy đi lại kéo anh ta anh mau ra ngoài đi đây cũng không phải là nhà của anh mà anh tự tiện như vậy vừa nghe thế dũng chợt hất mạnh tay tôi ra anh ta có phần hung hăng nhìn tôi sao tôi là chồng cô mà tôi không có quyền à tôi nói cho cô biết ngày nào cô còn là vợ tôi thì ngày đó còn dưới quyền của tôi không chỉ cái nhà này mà ngay cả cô tôi thích thì tôi vẫn chơi được Nói rồi anh ta định cúi xuống hôn tôi, nhưng tôi có phòng bị trước nên tránh được. Vùng tay lên tắt mạnh anh ta một cái. Cái ngày mưa tầm tã đó, tôi bắt gặp anh bước ra khỏi cái nhà nghỉ cùng cô ta. Lúc đó anh có xem tôi là vợ và nhớ ra bản thân mình là người chồng không? Hơ, loại phụ nữ tối ngày giúp xó bếp và ở nhà như cô, không giúp đỡ được gì cho chồng thì đừng trách tại sao họ phải ra ngoài tìm gái. Tôi nghe vậy cười khẩy một cái cảm giác uất ức kéo đến khiến sống mũi cay xè. Giờ thì anh chịu thừa nhận rồi sao? Vậy thì tốt, nếu đã thừa nhận thì hãy ký đơn ly hôn đi, tôi sẽ để cho anh tọa nguyện tìm được cô vợ biết chiều chuộng anh. Lời vừa dứt, Dũng liền tức giận túm lấy cổ tay tôi siết chặt. Muốn nhanh bỏ thằng này để đến với nó à? Không dễ vậy đâu, tôi sẽ không cho cô tọa nguyện. Sự đốn mặt của anh ta cũng làm cho tôi kiên quyết hơn. Đôi mắt trùng lên, nhưng đã có phần nhòe đi bởi giọt nước sắp trực trào mà nói. Không cách này thì cách khác, tôi nhất định sẽ tìm cách để cắt đứt hết mọi thứ liên quan đến anh. Vừa nghe vậy, Dũng cũng trợn mắt lên, những tia máu in hẳn rõ, anh ta gần giọng mà nói. Để xem, cô làm được không đã? Nói rồi anh ta kéo tôi đi thẳng vào bên trong phòng, mạnh tay đẩy tôi ngã xuống giường. lớp này có phần hoảng loạn, tôi vội vàng ngồi lên. Anh tốt nhất đừng có làm can, không sợ cô tình nhân của anh giận dỗi sao? Dũng có vẻ không quan tâm đến điều đó, đi lại gần tôi. Chẳng qua bố cô ta là sếp, nên tôi mới phải nhân nhượng. Còn loại đàn bà như thế, tôi vơ tay ở đâu chẳng được. Còn cô là vợ tôi, tốt nhất nên ngoan ngoãn làm tròn nghĩa vụ. Dứt lời anh ta liền vồ lấy tôi. Tôi dùng sức phản kháng lại, cấu, đấm, đá gì cũng làm. Khốn nạn, anh có buông tôi ra không? Loại đàn ông ghê tởm như anh, kết hôn với anh đúng là một sai lầm của tôi. Hơ, sai lầm mà, ngày trước cô ở trên giường tôi tha thiết đủ điều nói yêu tôi nói làm vợ tôi là điều hạnh phúc giờ lại kêu sai lầm hay là phải leo lên giường của nó mới là đúng đắn nói thằng đó đã làm gì cô chưa cảm giác uất ức khiến nước mắt tôi chảy dài xuống anh nghĩ sao anh có thể đưa con đàn bà khác lên giường vậy anh nghĩ chỉ có mình anh mới có khả năng đó thôi sao vừa nghe thế ánh mắt anh ta chậm lên đáng sợ sau đấy sáng xuống mặt tôi một cái tát rồi chửi thứ đàn bà đĩ thoã nói rồi dũng mạnh bạo xé quần áo của tôi tôi đã sợ đến mức nước mắt chảy ồ ạt mà hét lớn khốn nạn bỏ tôi ra sức đàn ông đã mạnh lại thêm có chút men rượu dũng như trở thành một con thú đói khát lâu ngày vồ lấy tôi người đàn ông lúc trước tôi từng dành hết tất cả để yêu thương anh ta giờ đã thay đổi rồi hay vốn dĩ bản chất anh ta là vậy chỉ là giờ tôi mới phát hiện ra Buông tôi ra, đồ ghê tởm. Hơ, ghê tởm mà, để tôi ghê tởm nữa cho cô xem. Dũng hai chân kìm chặt lấy người tôi, bàn tay anh ta thô bạo bóp lấy quai hàm của tôi mở miệng ra, rồi cúi đầu xuống, ngấu nghiến lấy môi tôi. Cảm giác lợm người, nó chạy thẳng vào khoang miệng. Tôi vùng vẫy, rồi cắn mạnh xuống chiếc lưỡi của anh ta một cái. Dũng đau điếng, nhăn mặt rồi buông tôi ra. Anh ta máu điên nổi lên, lại tắt xuống mặt tôi một cái, rồi gào lên. Còn đĩ, dám cắn tao, tao là chồng mày đấy. Nói rồi anh ta lại hừng hực cởi áo của mình ra, vứt sang một bên. Cơ thể trần trụi, liền vô ôm lấy tôi. Cảm giác uất ức đến tột cùng. Tôi tưởng như trong tay có gì, sẵn sàng một nhát đâm chết anh ta. Nhưng xung quanh trống rỗng, dù tôi đã cố gắng vùng vẫy. Móng tay cố cào cấu lên lớp da của anh ta, mà gào lên. Mày là súc vật, không phải là con người. Đời này tao nguyền rùa mày, sống không ngóc đầu lên được. Có chết cũng không có chỗ chôn thay. Nguyên rủa đi, độc vào, thằng này có làm sao thì cũng sẽ kéo cô theo bằng được. Ngay khi Dũng vừa đặt tay xuống khuy quần của tôi cởi nó ra, thì bỗng một lực mạnh đấm vào mặt anh ta, làm cho anh ta ngã xuống giường. Tôi lúc này lựa thời cơ, liền ngồi dậy, kéo áo túm gọn lại che cơ thể mình, mới phát hiện Khánh ở đấy. Có chút hoảng loạn bước xuống giường. Khánh! Anh lúc này túm lấy tay tôi, kéo lại phía sau rồi hỏi. Cô không sao chứ Tôi nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu Dũng bây giờ mới lồm cồm đứng lên Mặt mũi hầm hầm nhìn chúng tôi Chúng mày tăng tiệm với nhau Rồi còn định hợp lại để giết ta đúng không Tôi nghe thế nhìn anh ta nói Dũng anh còn không đi khỏi đây Tôi sẽ báo công an đấy Báo đi báo luôn đi Để ta bảo công an bắt luôn đôi gian phu gian phụ chúng mày Tôi thấy anh ta càng lúc càng nổi điên liền đi lại nhặt lấy túi sách của mình Lấy điện thoại ra, bấm gọi thẳng cho 113 rồi quay màn hình cho Dũng nhìn thấy. Đã đến nước này, tôi cũng chẳng cần phải nhẫn nhịn với anh nữa rồi. Muốn bung bét, tôi cũng cho bung bét. Để xem, nếu bố của cô tình nhân anh biết được, liệu có để anh giữ cái chức vụ đấy nữa không? Dũng sau khi nghe tôi nói vậy, có vẻ cũng rẻ chừng Anh ta xuống giọng nhưng vẫn còn hống hách. Hơ, nên nhớ, cô vẫn còn đang là vợ của tôi. Muốn chuyện này bung bét ra, thì tôi cũng cho cô đẹp mặt. Nói xong câu đó, Dũng với lấy chiếc áo của anh ta rồi bỏ ra ngoài. Lúc ngang qua còn cố tình húc mạnh vào người Khánh một cái. Tôi chỉ đợi cho đến khi anh ta đi, cả người vô lực ngồi thụp xuống, chiếc điện thoại trong tay vang lên giọng nói nhỏ. Khánh lúc này cầm lấy nó, rồi tắt máy đi, sau đó nói: "Cô ổn không? Cô thật sự muốn báo công an không?" Thật sự có lẽ không ai hiểu được cảm giác của tôi lúc này, nó bế tắc khủng khiếp, cảm tường mọi thứ, mọi bước đường, mọi lối đi đều cùng hướng đến một vực thẳm sâu hút, không tài nào thoát ra được. Tôi co người thu mình lại, vòng tay ôm lấy đầu mình mà cúi mặt xuống, nước mắt đua nhau chảy ra mà nức nở nói: "Không ổn, tôi thật sự không ổn chút nào. Dù tôi đã cố gắng thoát khỏi nó, nhưng dường như ông trời luôn muốn trói buộc tôi lại với gia đình anh ta." Sau câu nói ấy, mọi thứ rơi vào sự im lặng, chỉ còn những tiếng nấc thút thít của tôi. Rồi bất chợt, Khánh cầm lấy tay tôi, gỡ nó xuống khỏi đầu. Tôi có phần có hiểu nhìn anh. Quỳnh, thật ra tôi vốn là muốn để cô tự sắp xếp và giải quyết vấn đề của mình. Bởi vì chuyện này, một người như tôi can thiệp vào sẽ gây cho cô nhiều tai tiếng không hay. Nhưng hôm nay sự việc như vậy, thấy cô thế này tôi không thể đứng ngoài được nữa. Tôi ngây người nhìn anh không hiểu rõ ý. Khánh, anh bỗng nhiên nhìn tôi, cái ánh mắt ấy dần thay đổi tôi nhận ra được trong đấy có một chút gì đó chân tình thành âm cũng trở nên khác lạ tôi tính là đợi khi em và anh ta không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa trên danh nghĩa pháp luật rồi mới nói nhưng giờ tôi không muốn đợi nữa nhìn em cứ phải vật lộn để sống những ngày tháng khổ sở như thế này tôi không đành lòng tôi biết bây giờ nói ra có thể không thích hợp vào thời điểm này nhưng tôi thương em chỉ xin hãy để cho tôi được chăm lo cho em ít nhất là cho em một cuộc sống tốt hơn bây giờ được không? Bất ngờ nghe những lời như vậy, tôi có chút ngỡ ngàng, không biết nên cơ sở như thế nào, lúng túng mà nói. Khánh, tôi, tôi, tôi nghĩ chắc anh có chút gì đó ngộ nhận về cảm xúc của mình rồi. Quỳnh, tôi không ngộ nhận, tôi nói thật, tôi đã từng kể với em là lần đầu thấy em chính là ở trước cổng trường đại học C. Tôi bị cuốn hút bởi nụ cười mà em thể hiện trên gương mặt. Lúc đấy tôi nghĩ anh ta chắc phải là một người hoàn hảo lắm mới có thể khiến cho cô gái ấy hạnh phúc như vậy. Chỉ là không ngờ lần thứ hai gặp em ở đêm mưa tầm tã ấy, thấy em đội cả trời mưa đuổi theo chiếc taxi mà ngã xuống. Khi đó tôi không biết em gặp phải chuyện gì, nhưng tôi nhìn ra được sự tuyệt vọng trong mắt em, muốn giúp đỡ em nhưng em đã vội rời đi. Lần thứ ba gặp em ở khu chợ trong tình trạng nguy hiểm như vậy, đưa em đến bệnh viện, gọi điện cho gia đình, tôi dần mới thoáng hiểu được thì ra em không hề hạnh phúc Quỳnh, không phải bỗng nhiên chúng ta tình cờ gặp nhau nhiều như vậy, cũng không phải bỗng nhiên tôi lại năm lần bảy lượt giúp đỡ em. Tôi nghĩ em hiểu. Phải, tôi cũng đầu quá ngây thơ đến mức mà không nhận ra được người đàn ông này có cảm tình với mình. Chỉ là mọi việc quanh tôi quá rối ren, tôi không muốn nghĩ ngợi đến chuyện riêng tư khác mà luôn đánh lừa bản thân thôi. Khánh, anh giúp tôi, thật sự tôi rất cảm kích. Nhưng với tôi đó cũng là gánh nặng. Anh không hiểu được cảm giác của tôi lúc này. Đã một lần vấp ngã. Đã trải qua quá nhiều tổn thương. Sau này tôi không biết. Nhưng hiện tại tôi không còn đủ can đảm để đón nhận nó. Khi tôi đã không thể đáp lại anh, tôi càng không dám nhận sự giúp đỡ nào từ anh nữa. Tôi sợ tôi không trả được. Tôi sẽ ai náy suốt cả đời mất. Mong anh hiểu cho tôi. Sau câu nói đó, ánh mắt anh lộ rõ một tia thất vọng. Nét buồn thoáng trên gương mặt. Nhưng sau đó anh vẫn nhẹ giọng đáp không phải em đã nói sau này sẽ không biết được sao thế nên tôi sẽ đợi đợi đến sau này khi em có thể chữa lành vết thương của mình và mở lòng thêm một lần nữa khánh bây giờ em có thể cự tuyệt tôi nhưng đừng cự tuyệt sau này của mình như vậy là bất công với chính em đấy mọi chuyện cứ để nó trôi tự nhiên tôi cũng không muốn gượng ép em vậy nên cũng đừng buộc tôi phải từ bỏ tôi nhìn thấy được sự cương quyết mà anh thể hiện ra bản thân cũng hiểu được không thể thay đổi ý định của anh nên chỉ đành gật đầu một cái. Lúc đấy bên ngoài vang lên tiếng xe, Khánh lúc này lên tiếng. Cô thay đồ đi, chị Nga chủ nhà đến rồi, chị ấy sẽ giúp cô giải quyết vấn đề của cô gái kia. Nói rồi, Khánh cũng đứng dậy đi ra ngoài. Tôi thấy thế, cũng vội đi lại phía thủ đồ, vớ đại một bộ thay vào, rồi trở ra. Ở phòng khách, Khánh ngồi cùng với một người phụ nữ, chồng cũng còn khá trẻ. Chị ta ăn mặc thời thượng, bắt mắt, lại cũng xinh đẹp. Vừa nhìn thấy tôi, chị ấy đã lên tiếng. Đây à, đây là con bé Quỳnh mà em nói hả? Tôi nghe vậy cũng liền cúi đầu chào chị một cái. Dạ, lại đây ngồi đi em, rồi kể cho chị xem con Phương kia nó làm sao. Tôi đi lại phía ghế cạnh chị ngồi xuống, sau đó cũng thật thà nói hết sự tình của mình. Vừa nghe xong, chị ấy có chút tức giận chửi thề. Mẹ con xanh đấy, đã giật chồng người khác mà còn ngâm ngênh còn này cứ phải để tao chị thì mới sợ chị nói mày không phải sợ nó cứ ở đây chị đảm bảo sẽ không để nó có cơ hội lên mặt với mày nói rồi chị ta liền đứng dậy đi ra ngoài tôi khó hiểu nhìn sang khánh thấy anh vẫn bình thản đứng dậy đi theo tôi cũng liền theo sau đó lúc này chị nga đi sang bên nhà của phương đứng trước cửa gọi lớn phương mày ra đây tao bảo một hồi sau đó thấy phương đi xa cô ta nhìn chị rồi lại nhìn sang tôi cười khẩy một cái. Gì thế này? Hàng xóm mới sang cho hỏi sao? Nghe vậy, chị Nga liền chỉ tay vào mặt Phương. Này con kia, tao nói cho mày biết, con Quỳnh là người thuê nhà của tao, nó là khách của tao. Nếu tao mà nghe nó phản nàn, là mày kiếm chuyện gây khó dễ cho nó, thì mày đéo yên thân với tao đâu. Có ai làm gì khác của chị đâu, mà chị sồn hết cả lên thế. Tao không những sồn, mà còn có thể đổ cồn vào mày đấy, rồi đốt cho mày hết cái nghiệp cướp chồng của người khác luôn đấy. Sống biết điều và con danh. Cái quá khứ sơ giấy của mày ta thuộc rõ trong lòng bàn tay này. Đừng có để tao phơi nó ra, thì bố mẹ mày đập mặt. Phương nghe thế, sắc mặt có vẻ tức tối. Chị không phải dọa tôi, tôi đang sợ lắm. Nói lung tung thì khéo vạ miệng, tôi có thể kiện chị đấy. Chị Nga cười khẩy một cái. Kiện tao, mày kiện hộ tao luôn đi. Tao giữ quá nhiều bí mật của mày, mà giờ bán cho mấy bọn thông tin, thì chắc cũng được giá lắm đây thế tao lại mong mày kiện quá phương bị nga bức ép đến tức không thể cãi lại được bèn hậm hực nói chị không phải tách tôi chị cứ thử xem tôi đi với chị đến cùng đấy nói xong câu đấy cô ta quay người đi vào chị nga nhìn sang nói mà lớn giọng như muốn để phương nghe thấy quỳnh sau này nó còn kiếm chuyện với mày thì cứ nói chị chị cũng ngứa mắt nó lâu rồi sẵn tiện nó dám láo thì tao cho nó vỡ mặt luôn rất lời chị còn liếc xéo cô ta một cái Rồi mới đi về nhà Tôi và Khánh thấy vậy cũng theo sau Vào trong nhà Chị Nga lại nói Giờ mày cứ yên tâm ở đây cho chị Không việc gì phải sợ nó Còn thằng chồng mày dám đến đây quấy rối Công an phường cách đây mấy bước chân Mà cứ sang đó báo cho chị Tôi nghe vậy liền trả lời Cảm ơn chị Không phải ơn huệ gì hết Mày thuê nhà chị Ở đây thì chị phải có trách nhiệm Tao không cầm tiền để xong việc đâu nói xong chị quay sang khánh thế nha giờ chị có hẹn với bạn rồi chị đi đây lát nữa bảo với quỳnh lưu số chị vào có gì cứ gọi cho chị không phải ngại em biết rồi cảm ơn chị ạ à? ừ chị đi đây sau câu đó chị cũng điền đi thẳng ra ngoài khánh lúc này mới nhìn sang tôi giờ em yên tâm ở đây rồi chứ tôi nghe vậy cũng gượng gạo nói trước mắt chưa tìm được chỗ ở tôi sẽ ở đây dù sao tôi cũng không thích đụng mặt cô ta vậy được cứ ở tạm một thời gian đi khi nào em tìm được chỗ ở thích hợp thì nói với tôi tôi nghe vậy khẽ gật đầu một cái khánh lại tiếp lời mọi thứ nếu tạm ổn rồi thì mai có thể đến công ty tôi thử việc thực ra tôi cũng muốn có một công việc ổn định nhưng cứ nghĩ đến những lời khi nãy của khánh lại khiến tôi cảm thấy ái ngại anh có lẽ nhận ra được sự đắn đo của tôi lại lên tiếng đừng suy nghĩ nhiều Em đến công ty tôi cũng phải trải qua phỏng vấn như những người khác, đạt thì mới được nhận. Chức vụ cũng phải làm từ chức thấp nhất nên không cần phải nghĩ nhiều. Hãy xem mình như một nhân viên thôi." Nghe anh nói thế, tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn. "Vậy được, để tôi sắp xếp mọi thứ rồi có gì tôi sẽ nhắn anh." "Tôi chờ tin của em, giờ cũng muộn rồi, em nghỉ đi, tôi về đây, nhớ khóa cửa cẩn thận vào, nếu có gì bất ổn thì gọi cho tôi." Sau câu đấy, Khánh cũng quay người đi. Tôi có chào anh một tiếng, rồi đợi sau khi Khánh lái xe quất hẳn. Tôi mới đóng cửa quán lại, rồi đi về phòng. Mọi thứ mới phút trước ở đây vẫn còn tái hiện lại trong tiềm thức. Cái cảm giác quất hận đến nghẹn của họng lại thôi thúc tôi phải tìm cách bắt dũng và trả giá. Và thứ đầu tiên tôi phải làm được, đó chính là phải có tiền. Sáng ngày hôm sau, tôi dậy sớm để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn sáng nay của mình. Hôm qua đã nhắn cho Khánh Anh còn muốn sáng nay đến đón Nhưng tôi gàn lại Tôi không muốn mấy ngày đầu đi làm Lại gây thay tiếng cho mình Thay đồ xong tôi đem theo túi sách Rồi trở ra ngoài khóa cửa cẩn thận Lúc vừa ngồi lên xe Liền thấy Phương ở trong nhà cô ta đi ra Nhìn thấy tôi Phương chỉ liếc xéo một cái Rồi quay đi Xem ra lời chị Nga nói hôm qua cũng có lực Tôi lái xe chạy đi Theo địa chỉ mà Khánh đã nhắn Đi thẳng đến đó Bây giờ mới biết công ty của anh là một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản khá lớn. Nhìn qua bề nổi của tòa nhà cao tầng này, tôi cũng ngầm hiểu được sự uy tín và chất lượng của công ty. Bỗng nhiên trong lòng có cảm giác hơi lo lắng. Tôi đi xe cười vào bãi, sau đó cầm theo hồ sơ của mình rồi đi vào bên trong. Một nhân viên vừa thấy tôi liền đi lại hỏi. Xin hỏi chị cần gì ạ? À? Tôi nghe vậy cũng trả lời. Tôi có hẹn đến đây để phỏng vấn xin việc. À, giám đốc đã có dặn rồi mời chị đi theo tôi sau câu đó cô nhân viên kia cũng quay người đi thẳng vào trong tôi thấy vậy chị lẽo đẽo theo sau chúng tôi đến trước một căn phòng sau đó cô ấy mở cửa ra rồi nói mời chị vào tôi nghe vậy khẽ gật đầu một cái rồi cũng bước vào bên trong lúc này có một chút choáng ngợp ở đây có khá nhiều người cũng ngồi đợi phỏng vấn xếp dài tôi đi lại lựa một chỗ trống ngồi xuống cùng lúc đấy Căn phòng nhỏ ngay trong đấy, cánh cửa bật mở. Một người bước ra, nét mặt ủi rũ. Thấy thế, có vẻ bạn cô ta liền hỏi. Sao rồi? Cô gái kia kệ lắc đầu một cái. Người bạn liền thở dài. Sao thế nhỉ? Sáng giờ bao nhiêu người bị loại rồi. Rốt cuộc là có muốn tuyển, hay chỉ mở phỏng vấn chơi thôi đây? Tôi thoáng nhìn qua tấm bằng trong tay của cô gái kia. Có chút ngưỡng mộ, bởi cô ấy đã học lên bằng tạc sĩ. Vậy mà vẫn bị loại liệu có phải do yêu cầu quá cao? Tự cá nhân tôi cảm thấy nhụt trí, khẽ đưa mắt nhìn sang người bên cạnh. Cô gái ngồi ghế bên khiến tôi cảm thấy thu hút bởi cách ăn mặc bắt mắt cùng gương mặt khá xinh đẹp. Thêm điệu bộ vô cùng nhàn nhã, làm tôi hơi ngạc nhiên. Bởi vì trong qua ở đây, ai cũng đang lo lắng. Lúc này một người trong số đó lên tiếng. Này, tôi nghe nói hôm nay có người đi cửa sau. Thầy bảo có quen biết gì với giám đốc? Đến phỏng vấn cho có lệ thôi Chứ chắc là được tuyển rồi Bỗng nhiên nghe thế tôi lại có chút chuột dạ Bọn họ lại xáo nhau Ai thế nhỉ Nếu thế thì mình cần gì đến phỏng vấn nữa Về thôi Ngồi hết cả buổi ở đây Cố thể hiện cho tốt rồi cũng có được chọn đâu Này nhìn cô ta đi Trông có vẻ ung dung lắm Có khi nào là cô ta không Mọi ánh mắt bắt đầu chĩa vào cô gái Ngồi bên cạnh tôi Cô ấy có vẻ cũng cảm nhận được Lại khẽ cười một cái mấy cô không phải đoán giả đoán non tôi đúng là có quen giám đốc hơn nữa còn khá thân đấy nhưng mà phỏng vấn tuyển chọn dựa vào thực lực không thiên vị đâu bao nhiêu người học cao mà vẫn trượt cái này chắc để vị trí cho cô rồi thật quen biết rộng đúng là tốt mà tôi nghe nói giám đốc ở đây trình độ cũng cao lắm mấy năm du học ở bên úc về cô quen biết kiểu gì thế cô gái kia nghe vậy lại cười chúng tôi là bạn thân của nhau thôi Mọi người nghe cô ta nói thế Cũng ồ một tiếng Rồi lại kháo nhau gì đó Lúc đấy cửa phòng mở xa Người ấy bước vào khiến ở đây trở nên nhốn nháo Mấy chị em nhắc nhau nhìn Tôi cũng hướng mắt nhìn theo Khánh đi vào Trong bộ vét tây đắt tiền dáng vẻ cao lớn Cộng thêm gương mặt tuấn mỹ điển trai Cũng nằm trong tầm ngắm của các cô gái Lúc đấy Khánh bỗng nhiên đi về hướng của tôi Mọi người bắt đầu dì xào Cô gái ngồi bên cạnh tôi nét mặt hớn hở cười nhìn anh như đang chờ đợi. Tôi thấy vậy cũng làm lơ đi. Ai ngờ anh bỗng nhiên dừng lại trước ghế của tôi rồi hỏi. Đến lâu chưa? Ngay cả tôi cũng còn ngạc nhiên, đừng nói đến mọi người đang ở đây. Tôi cứ nghĩ anh sẽ hỏi người ngồi cạnh mình. Nhưng không ngờ anh lại nhìn thẳng trực tiếp vào tôi. Có chút ái ngại mà trả lời. Tôi cũng mới đến thôi. Khánh nghe vậy cũng đưa tay ra. Đưa hồ sơ của em đây. Theo lời anh Tôi cũng đem hồ sơ của mình đưa cho Khánh. Anh cầm lấy rồi khẽ cười. "Ngồi đây đợi tôi." Sau câu nói đó, anh cũng liền đi thẳng vào căn phòng nhỏ kia. Mọi ánh mắt lúc này đều chĩa về phía tôi, khiến tôi cảm thấy căng thẳng khủng khiếp. Lúc này cô gái ngồi bên cạnh liền quay sang, thành âm góp phần hàn học. "Cô quen anh Khánh?" Bị hỏi bất ngờ khiến tôi có chút lúng túng, nhưng cũng gật đầu. "Chúng tôi quen sơ thôi." quen sơ là quen thế nào thì không phải quá thân thiết giống cô nói là bạn thân đấy cô ta sau đấy nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét không hiểu sao tôi cảm thấy không có thiện cảm với cô gái này cái nhìn của cô ta làm tôi cảm thấy không được thoải mái lúc này cô ta mới lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đó đổi giọng nói bác vân ạ à, cháu nhung đây dạ cháu đang ở công ty rồi cũng đang đợi đến lượt đây nhưng mà bác ơi nói đến đây Cô ta đứng dậy đi ra ngoài. Tôi nghe qua giọng điệu thì có vẻ là có quen thân mật. Nhưng kệ thôi, đó là việc của người ta. Tôi cứ lo tốt cho thân mình trước đã. Đến đây phỏng vấn thực ra cũng là vì Khánh nói mãi nên tôi cũng ngại. Nhưng ngồi ở đây rồi mới thấy không nên kỳ vọng vào kết quả. Một lúc sau đó thấy cô gái tên Nhung kia đi vào lại ghế ngồi xuống. Khóe miệng vẫn cong lên nét cười rồi nói tôi nghĩ cô nên ra về luôn thì hơn ở lại tốn thời gian mà không có kết quả gì đâu cô ta nói nhưng không nhìn tôi kiểu nói phu vơ như vậy tôi cũng không cần để tâm làm gì cứ lờ đi vậy không nghe lời tôi thì cứ ngồi đấy mà đợi mất mặt cảm thấy cô ta nói khá nhiều tôi quay sang đáp lại cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi chỉ nói vậy rồi quay đi nhưng trong điệu bộ của cô ta có vẻ hậm hực lắm Ngồi đấy một lúc sau, có người từ trong căn phòng nhỏ kia bước ra nói: "Ai là Hứa Nhã Quỳnh?" Tôi nghe vậy, liền giật mình đứng lên. "Là tôi. Cô vào đi." Sau câu đấy, người đó cũng quay vào trong. Tôi lúc này cũng liền phát hiện mình đang trở thành tâm điểm của mọi cái nhìn. Hơi ngột ngạt một chút, nên tôi cũng vội đi thẳng vào căn phòng kia. Bên trong lúc này được bày sẵn một dãy bàn, ngồi ở đó phải có đến 8 người ở giữa là Khánh, còn xung quanh có lẽ là những người giữ chức vụ quan trọng. Khánh lúc này thấy tôi liền lên tiếng. Lại ngồi đi. Tôi nghe vậy kệ cúi đầu trà một cái, rồi đi lại phía chiếc ghế trống, đang được đặt ở giữa mà ngồi xuống. Sau đấy một người trong số họ lên tiếng. Tôi đã xem qua hồ sơ của cô rồi, mọi thứ đều phù hợp với tiêu chí tuyển chọn của chúng tôi. Tôi nghe họ nói vậy, trong lòng cũng thấy kỳ quặc. Không hỏi gì mà đã liền thấy phù hợp nhưng cũng không dám thắc mắc mà chỉ khẽ mỉm cười sau đó họ lại nói qua bàn bạc thì mọi người đều thống nhất nhận cô vào làm trước mắt là ở vị trí thư ký của giám đốc thư ký của giám đốc tôi có chút kinh ngạc mà bất giác hỏi lại họ lại lên tiếng phải có gì không được sao mọi người không cần phỏng vấn gì mà đã liền nhận tôi vào sao thực ra phỏng vấn cũng chỉ là hình thức chứ không thể đánh giá được hết năng lực chúng tôi để cô nhận vị trí đó trong thời gian đầu để quan sát cũng chưa phải là vào làm chính thức sau khi chúng tôi nhìn cô có năng lực thực sự thì sẽ nhận chính thức còn không thì điều chỉnh xuống một bộ phận nhất định nên cô không cần phải ngạc nhiên như vậy nghe họ nói vậy tôi bất giác nhìn sang khánh thấy anh đang cắm cúi xem gì đó ở trên bàn trong lòng bỗng nghi hoặc cô còn vấn đề gì sao câu hỏi ấy mới kéo tôi quay trở lại tôi nhìn họ cười gượng gạo rồi lắc đầu không có gì vậy khi nào thì tôi có thể bắt đầu làm việc nếu được thì hôm nay còn cô có thể tự chọn thời gian thực sự hôm nay tôi đến phỏng vấn cũng không nghĩ là mình được nhận nên chưa chuẩn bị gì cả nên ngày mai tôi sẽ bắt đầu đến làm việc được không ạ được cô cứ việc nghỉ ngơi để chuẩn bị tinh thần cho tốt công việc ở đây cũng khá nặng nên hy vọng cô có đủ năng lực để đảm nhiệm tôi nghe vậy lại khẽ cười cảm ơn vậy tôi xin phép ra ngoài để cho người sau vào. Chỉ đợi họ gật đầu, tôi cũng đứng dậy quay người trở ra. Cuộc phỏng vấn diễn ra quá dễ dàng, khiến tôi cũng mơ hồ hiểu được liệu có phải canh đã sắp xếp. Không phải tôi cánh cá chọn canh, tôi cảnh cao, nhưng người đàn ông này thực sự tôi không dám với tới. Một cô gái đã lỡ sở như tôi, trong tay không có gì, hơn nữa sau này còn phải lo cho hai đứa em và mẹ mình nữa. Tôi không muốn để nó trở thành gánh nặng cho bất cứ ai. Thêm cả sau cuộc hôn nhân thất bại vừa rồi, tôi còn không đủ tin tưởng vào thứ gọi là tình yêu nữa. Thời gian 4 năm 6 tháng còn có thể thay đổi. Huống gì tôi và anh mới chỉ gặp nhau quá ngắn ngủi, ai mà biết được tới cảm xúc của anh có phải là nhất thời hay không. Cho dù là không phải thì Khánh cũng là người đàn ông có ngàn lựa chọn tốt hơn tôi cả trăm lần. Tôi trở ra ngoài với bao con mắt nhìn chằm chằm. Bọn họ chắc hiếu kỳ muốn biết Tôi có phải là cái người đang được đồn thổi, bí ẩn kia hay không? Thiên hạ nó là vậy đấy. Chuyện mình chưa lo xong, nhưng luôn thích quan tâm đến chuyện người khác. Tôi cố nhắm mắt làm ngơ mà rời đi, nhưng lúc ngang qua vị trí cũ, bất ngờ cô gái kia đưa chân ra ngáng, khiến tôi không kịp tránh mà vấp phải. Cả người sau đó ngã dúi xuống đất. Tôi khó hiểu nhìn lên, cô ta lại nhách môi cười, rồi quay đi như không có chuyện gì. Nơi này là công ty của Khánh, tôi cũng chẳng tiện đôi co ẩm ĩ chỉ đành đứng dậy rồi trở ra ngoài. Mọi thứ kết thúc khi trời còn khá sớm. Tôi đi ra khu gửi xe, lấy xe của mình. Lúc đấy chuông điện thoại vang lên. Tôi nhìn dãy số lạ rồi bắt máy. Alo? Quỳnh à, anh Trung bên công an thành phố đây. À, dạ, vâng, có chuyện gì vậy anh? Là vụ của em, bên bị đơn muốn nói chuyện với em. Họ muốn thỏa thuận bồi thường và hy vọng em rút đơn kiện. Cái này không ép buộc nên em có quyền từ chối. Cả hai đơn đều muốn thỏa thuận sao ạ? Đúng rồi. Tôi nghe vậy, Trần suy nghĩ một hồi, sau đó mới trả lời. Về tên Mạnh, em không muốn gặp mặt hay trao đổi gì thêm với hắn, cứ xử hắn ta theo pháp luật. Còn chuyện kia, chị ta là vợ của hắn đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, em đồng ý thỏa thuận với chị ta. Vậy được, anh sẽ nói lại để gia đình họ chủ động liên lạc với em. Vâng, em cảm ơn anh. Sau câu đó anh ấy cũng tắt máy Tôi cắt điện thoại đi Rồi dắt xe trở ra Tôi đồng ý thỏa thuận với chị ta Cũng vì tôi khá đồng cảm với chị vợ Khi thấy chồng mình như vậy Cũng khó tránh giận quá mất khôn Bên cạnh đó mục đích thỏa thuận của tôi Là cần một khoản tiền Trước mắt là dứt khoát giải quyết với Dũng Sau đó ổn định chỗ ở rồi Tôi tìm cách đón mẹ và các em của tôi Những việc đấy phải cần tiền mới có thể chót lọt được tôi đi tạt qua chợ mua ít thực phẩm rồi trở về nhà nấu nướng một bữa qua loa vừa dọn ra xong bên ngoài tiếng xe ô tô dừng lại tôi theo phản xạ nhìn thấy khánh bước xuống liền đi ra ngoài khánh có chuyện gì sao anh lúc này vào nhà tiến lại gần tôi anh trung gọi điện cho em chưa tôi nghe vậy liền kẽ gật đầu sáng nay sau khi tôi rời khỏi công ty thì anh ấy đã gọi rồi em quyết định sao rồi tôi đồng ý thỏa thuận với chị vợ còn về tên kia muốn hắn phải bị xử theo đúng pháp luật có cần tôi can thiệp vào một tay không tôi nhìn anh cười mà lắc đầu không cần đâu anh đã giúp tôi quá nhiều rồi tôi biết khi nãy ở công ty là anh đã để tôi đi cửa sau rồi anh không cần phải làm như vậy đâu sự việc đến ngày hôm nay tôi có thể tự mình giải quyết được em không cần phải để tâm đến những điều đó cứ lo cho xong công việc của mình đi đã tôi khẽ gật đầu một cái Cảm ơn anh. Khánh lúc này lại hướng mắt về phía bếp, sau đó hít một hơi mạnh rồi nói. Em nấu cơm rồi sao? Tôi nghe vậy cũng vội trả lời. À, phải, anh ăn chưa? Ở lại ăn cùng. Thật ra tôi chỉ mời theo phép lịch sự, nhưng không ngờ anh lại gật đầu đồng ý. Cũng vừa lúc tôi đang đói, ăn trực một bữa vậy. Nói rồi cánh liền đi thẳng vào trong bếp, trong con mắt ngỡ ngàng của tôi. Phải mất vài giây sau đó, tôi mới vội vàng theo sau. Vốn chỉ có mình tôi ăn Nên tôi đâu có nấu nhiều Sới một bát cơm là vừa hết sạch Tôi đẩy sang cho anh Khánh ngồi xuống ghế cầm đôi đũa lên định gắp thức ăn Rồi bắt chợt khựng lại Nhìn sang tôi Em không ăn sao Tôi nghe vậy nhìn anh cười gượng gạo Mà ái ngại nói Thật sự tôi không biết anh đến Nên không nấu nhiều Chỉ đủ một mình tôi ăn thôi Nhưng mà không sao anh cứ ăn đi Lát nữa tôi ăn mì cũng được Xem ra là tôi đến không đúng lúc rồi không phải đâu, anh cứ xem như bữa cơm này, tôi nấu riêng mời anh đi. Không cần phải ngại, vì thực ra cũng chỉ mấy món bình thường thôi. Khánh nghe vậy nhìn tôi, sau đó anh lại lấy một cái bát, chia đôi chỗ cơm trong bát của mình, rồi đưa cho tôi. Nếu khi chỉ còn một bát cơm, tôi sẽ không muốn em phải nhường hết cho tôi. Mà thứ tôi muốn chính là sự san sẻ. Quỳnh, đừng vì một người đàn ông không tốt mà từ chối tất cả. Em hãy cứ nghĩ là em xứng đáng nhận được những điều như thế mà không cần phải có cảm giác mang ơn nào. Khánh, tôi... Được rồi, chúng ta ăn cơm đi đã, nguội cả rồi này. Nói rồi, anh cũng cúi xuống dùng phần ăn của mình. Tôi lại nhìn chầm chầm vào bát cơm mà Khánh đưa sang, bỗng nhiên khóe mắt cay xẻ. Ngày tôi lên xe hoa, xuất giá theo chồng, tôi cũng mong người đàn ông của đời mình, dù khó khăn thế nào, nghèo khổ ra sao, cũng sẽ về mình mà san sẻ gánh vác. Nhưng rồi hiện thực tàn khốc nhờ tắt thẳng vào cái suy nghĩ phiền vông của tôi. Mọi thứ trái ngược hoàn toàn với quãng thời gian màu hồng trước đó. Các bạn vừa nghe xong phần 2 câu chuyện của tác giả Nguyễn Nhật Thương trên kênh Chuyện Hay Ba S qua giọng đọc của Chu Hạ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.